Chợ lắm. Nhau chạy, nhau chạy. Thì chợ lắm. Bà đi nhau chạy. Bà bị nhau chạy rồi. Đây con quay cái điện thoại của mẹ. Dạ. Bấm tùm lum chế độ máy bay rồi chế độ im lặng rồi bật dữ liệu mạng tự động sai các kiểu luôn. Đang con gỡ cái nó lại trời ơi bơi gió mà đang con gỡ lại. Đâu tài. No 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 no. Đâu tài là nó bị nó. Cái động động cái này của mẹ. Đó. Cái thầm. Cái là cái biển ngồi. Cái biển ngồi. Cái biển ngồi. Đủ thế loại mệt ghê luôn. Cái biển khóc nè 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 nè. Cái biển khóc nè. Hello. Con hello đi. Chào. Chào nhẹ nhàng thôi. Xin chào mấy cô. Chào nhẹ nhàng thôi. Ủa tôi nhiễm chữ. Từ từ xíu nữa rồi con. Con chào chưa? Con chào mấy cô ạ. Chào mấy cô ạ chưa? Cô với chào mấy chô là nè. Chào mấy tệ. Này, đường hoàng. Chào vẹ. Đường hoàng. Chào vị. Này. Chào con chào, chào lại đường hoàng. Chào A. Chào mấy cô. Chào vẹ. Gì. Còn không thôi, mày cho đi chỗ khác đi. Chào mấy cô. Rồi đó. Rồi, hello cả nhà nha. Tôi thể nào nè. Mình. Nhưng mà sao? Mình tưởng ra. Nhưng mà sao? Trẻ nghéo. Trẻ sao? Ai làm gì mà kệ? Ông trẻ. Trẻ sao đi nhỉ? Rồi, hát lên thôi nha. Hát cho mấy cô nghe. Hát đi. À, hình như 35 cái em còn sót con hai con màu đỏ vậy. Chúng ta nhím à? Xíu nữa. Đây. Đây. Nhím trong đó kìa. Đây này, đây này nhím đây, trên kia có nhím kìa. Đó. Nhím đó chứ đâu nữa. Đâu. Dạ. Đâu. Đâu tài quá. Đâu tài quá vậy. Bà là cái nhím xù. Con là nhím gì? Con gà. Nhím gì? Chi. Nhím gì? Nhím chè. Nhím xíu xí à? Không, nhím chè. Nhím gì? Nhím chè. Chè bà. Rồi, lên thôi nha, chị em mình ơi. Bữa nồ lên bà lầy. Bữa nồ. Biết bữa nồ. Nhím đó à? Hả? Cầm chỗ nhỏ. Ờ, không có cầm, không có cầm vô. Hát bài rồi, rồi lên nha. Hát bài cái bao ra ba hàng xã bán tặng đi ba. Đừng con, đi vô phòng. Hát bài rồi vô mở TV con. Đây đây, vô mua mở cái TV kìa. Mà ăn kem được làm. Chùi, đừng có ăn kem nha. Không. Đó, cái bao hàng xã không, đó đó, túm ở ngoài hết. Cho vô cái bao cam đi, bán tặng hết đi. Ăn kem đi mà. Ăn kem đi mà bà. Ăn đem giờ không có kem, giờ không có kem. Trưa cũng nghe nóng, tối cũng nghe nóng, mệt lắm. Bà đi kỹ bà. Lên thôi chị em mình ơi. Chị em mình chia sẻ hết chưa? Hello chị Bông Nguyễn nha. Hello chị Kim Hoa Nguyễn. Hello chị Hồi Trúc nha. Rồi lên thôi quý vị ơi. Mới ăn xong giờ đợi kem. Hello quý đàn nha. Thế này có cả mì bom mấy chị em mình up lên trang cá nhân ngày hôm qua chị em mình đặt nhiều lắm luôn là chưa sợ nó không dám like. Thế còn được máy ghi tối nay em sẽ lên luôn chị em mình mì tôm boy. Đấy, Thủy Kim khác xã. Ờ cái đóng cho nó là xã hàng xã hết đi. Gọi không được xả ra đi chứ để làm chi nữa. Ra không chưa ăn, tối sao?
nha. Sale trước vậy mà nha. Ngày nào cũng bằng 2-3 bao nên mệt lắm luôn ý. Chốt đơn xong cái là nhiều chị giữ đơn, nhiều chị lại gọi không nghe máy. Chia sẻ hết chưa? Muốn săn hàng sale phải chia sẻ nha chị em mình ơi. Săn hàng sale phải chia sẻ nha. Cố gắng chia sẻ mạnh tay lên luôn dù Nguyên. Trời ơi, cái nhiều chị như thế này nè. Cái vô coi like săn được đúng một mã xong out ra. Hello chị Nguyễn Thị Thu nha. Hello chị Phạm Thị Ly nè. Cứ chốt xong đúng một mã xong là out ra mất tiêu. Cái đến lúc chốt đơn mấy ngày xong cho gom đơn. Có hàng lạnh cho bé có nha. Tối nay có thích đồ bé thì mình sẽ lên đồ bé. Xong đồ bé ra lên cho em mình luôn. Rồi xong cứ chốt được đúng một cái xong đi out ra. Cái vài bữa vô chốt đơn cái là kêu là chị ơi, bữa giờ không có thêm cái gì hết, em đi đơn. Có một cái đi chị em, để đấy cho chị. Để đấy cho chị. Bộ vàng treo là cái nó xây to đấy chị. Chút xoay nó là như là cái nó bộ nó là xây to ấy. Nha, rồi lên bán thẳng hết. Có cái này nữa nè. Đồng hồ bữa giờ bao nhiêu chị hỏi không có nè. Đấy, được cái đồng hồ. Chị kim khác. Huệ kim khác nhiều lắm luôn á chị em mình ơi, 3-4 bao gì trong đấy. Sao không được, bấm chế độ công khai đi. 20kg hiện tại mới còn mỗi xây nhỏ thôi, về cái này về đóng sỉ rồi không còn xây to, không còn thanh loan đi. Thanh Loan này nhắn tin không trả lời. Đọc tin mà không rét. Chia sẻ hết chưa? Lên dần như vậy không anh ơi. Rồi cái này bao nhiêu chị hỏi nè. Hồi tối chị nào hỏi cái này không được, để riêng nè. Để riêng nha. Còn cái đi chứ mấy. Ok. Chị Bích trong hình chưa đi à, chưa chốt hả chị? Là còn ít có cái nhà em chưa chốt đơn ấy. Ai đi chốt được bộ đồ xong để biết đến lúc chốt đơn 4-5 ngày đi chứ phải từ ôi trời, từ ngày 6 tháng 9 cho mẹ 4-5 ngày để dễ bỏ nó điêu. Thế nào không phải nhà Nguyên xả đơn ngay đâu, để cho khách gom nè. Từ ngày 4 tháng 9 nè. Khổ đời chưa? Có chị ơi, từ ngày 4 tháng 9 giờ nè, bữa nay là mấy rồi? 23 24 rồi. Đồng hồ hiện tại không có, hàng đó hàng khách sạn. Bộ dài nữa. Rồi lên luôn giùm Nguyên đi chị em mình ơi. Lên luôn giùm Nguyên cái này, hai cái này. Trước mã này là mã chưa bán tặng luôn. Size chị em mình đến 60, hàng này hàng gân nhá. 40. Nói chung là hot đi em, hết xịn xanh xanh to. Chưa thấy chút đơn chị hả? Ngày mai chốt luôn chị ơi nha. Rồi lên luôn giùm mã này. Hai con. Một trắng một hồng không chọn nhá, sai trẻ mình lấy 60 trẻ mà vẫn mang ok luôn. Tại vì hàng này hàng gân giãn nhiều nè. Mã này lên luôn dưỡng mã tặng 15k luôn dù nguyên hồng. Trẻ mình nhìn cái độ giãn hàng gân nhá. 15k hồng, 15k trắng. Cố gắng chia sẻ lên luôn dù nguyên nha. Chị nào đã vô xem like á, tranh thủ chốt được cái rồi, tranh thủ chốt thêm cái nữa để người ta chốt đơn, người ta đi đơn. Để đến lúc người ta chốt đơn có cái mà để đó mà cuối cùng là để gom tới gom lui là phiền người bán. Thấy khoác phía sau đẹp quá hà, em còn xây nhỏ. Lên luôn dưỡng mã này là mã tặng 15k hồng và 15k trắng luôn dùng nguyên nhá. Cố gắng chia sẻ mạnh tay lên luôn dùng nguyên nhá. Bán tặng như vậy là 15k nốt luôn. Hàng này hàng gân, hàng đẹp nhá. Chị nào nhận hàng con này về biết chắc. Chị cho Nguyên tặng nốt luôn cho em mình 15k. Chị Hồng Thanh không chia sẻ, chị chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Cho bé Diễm nè. Cho bé Diễm nè, 15k nè. Rồi 15k trắng. 15k trắng nhá. Chị nào lấy 15k trắng cho chị Ái Văn Ngô nữa là hết nè. Ái Văn Ngô nè. Ái Văn Ngô 15k. Những cái gì Nguyên xe đầu like Nguyên chỉ chốt cho chị nào có logo người chia sẻ. Cái giá này đã là giá bán tặng rồi. Cứ lên cho chị nào có logo người chia sẻ, chị nào không chia sẻ bó tay luôn. Hàng tàu nè. Con này lên luôn dưỡng mã tặng ngố luôn dù Nguyên tặng 29k. Tặng 29k luôn dùng nguyên vẻ mà nhìn nè, chọn hàng tàu nhá. Lên luôn dùng mã ngố C52 đổ về. Ngố 52 đổ về, con này hàng tàu nha chị em mình ơi. Chốt lên luôn dùng mã ngố. Chị ơi, chia sẻ lên nhóm hội nó không có hiện lên người chia sẻ chị em mà nhìn nè. Hàng tàu nhá, 15 hết rồi. Chị ơi, lên luôn dùng mã tặng 29k luôn dùng nguyên.
chốt lên luôn dùng đi sao ơi. Tặng 29 này cho chị Phạm Thị Ly nè. Ok chị Phạm Thị Ly nè. Phạm Thị Ly 29 nè. 29 nè. Thứ có cái thôi nên là chị nào tranh thủ lên trước có trước nè. Thanh Loan. Thanh Loan cái này bán tặng bao nhiêu tiền? Vừa bán tặng con này 49.000 đúng không? Con này lên luôn dưỡng, mã này là mã tặng 39 luôn dùng nguyên. Cái này lên luôn dùng. Cái này chị em mình mua cho mấy? 200-300 mới được con này đúng không? Chút mã tặng 39k luôn dùng nguyên. Đây chị em mình nhìn nè. Hàng giảm rất là nhiều nhá. Lên luôn dưỡng mã tặng váy luôn dùng nguyên. Tặng 39k nó váy len nhá. Chị em mình phải mua con này 100-120-120 mới được ra con này. Bán tặng luôn cái chị em mình con này tặng 39k. Nó là sale giá này mà còn xả ra thì thôi luôn. Mua 29 em hết nhá. Lên luôn dưỡng mã này là mã tặng váy 39. Bộ này là máy tiền. Theo nó luôn cho chị em mình bộ này. Bộ dài nhá. Ngố hết rồi. Nó quen bộ bộ cọc tay. Bộ cọc tay lên mã này là mã tặng 39 cho chị Như Sương. Size dẻ mình 55 quay đầu. 39 cho Như Sương. Bộ theo luôn dùng nguyên. Size dẻ mình 55 quay đầu nhá. Bán tặng luôn chị em mình 75k. Ok cái này cho Như Sương 39. Sao ơi. Như Sương 39 nè. Như Sương 39k nè. Rồi lên luôn dưỡng mã này. Chốt mã bộ 75k luôn dùng nguyên nhé. Trời ơi theo toàn bộ này chị em mình. 55 quay đầu, quần của nó là quần dài nhé. Đẹp chưa? Size 55 quay đầu của nó rồi. Chị ơi chốt xong là đi đơn rồi nhé. Chị em mình vô like rồi, chốt được cái gì tranh thủ chốt thêm để người ta có đủ đơn, người ta đi đơn nhé. Cứ chốt xong cái để đấy khi nào chị rảnh chị coi. Chị em mình mua hàng vui lắm luôn ý. Nguyên những cái vị khách mà để đó chị lúc nào chị rảnh chị coi like nguyên xả hết và không bao giờ chốt nữa. Cái này 75k thôi chị Yến Đỗ ơi. 75 này thôi chị Yến Đỗ này. Nhau nói trước chị nào những cái vị khách mà cứ để ra hàng đấy cho chị khi nào mà chị rảnh chị coi hàng chị chốt. Không bao giờ chốt nữa. Nguyên xả luôn. Không bán nữa. Ba con này là áo dài tay Boris này. Trời ơi. Áo dài tay Boris chị em mình tầm để nó băng đẹp thì chị em mình tầm 55 đổ về thôi. Ok Yến đổ 55 đổ về nhá. Boris dùng nguyên nha. Bán tặng luôn cái dẻ mình. Cái này dòng crop top này 30k nốt luôn. 30k đỏ, 30k trắng và 30k hồng. Lên mã tặng 30 luôn dùng nguyên dòng Boris nhá. Chị đã phát được hẳn 3 con. Hàng này hàng bán sale dẻ mình là 49.000. Thấy 75 rồi nha. Bộ em mặc còn không? Không, của em là áo riêng. Hello chị Trang Nguyễn, áo riêng nhá. Áo Trang riêng Nguyễn kìa. Hồng 30 cho Diễm Nguyễn nè. Trắng 30 nè. Áo xanh trắng cho chị Yến Đỗ nè. Đỏ cho chị Người Tình Trăm Năm. Đỏ chị Người Tình Trăm Năm. Cái này size còn size nhỏ thôi. Đỏ cho chị Người Tình Trăm Năm nè. Toàn bộ dòng Boris hết cho chị Người Tình Trăm Năm nè. Toàn bộ dòng Boris nè. Rồi lên luôn những mã tặng cặp nè. Cặp này đang bán bao nhiêu tiền? 59.000 nè. Hàng chống gù nè. À, chị ơi nếu như mà chưa ok là chưa đi đơn chị ơi. Chưa ok là chưa đi đơn thôi khỏi mở ra luôn đi. Bán tặng luôn cho dẻ mình con này luôn. 45k lên luôn dùng mã này mã chống gù. Nguyễn Thu Lan sao không chốt từ từ sao không chốt chị ơi. Chốt chưa kịp chị ơi. Chốt chưa kịp đơn chị em mình cứ từ từ nhé. Lên luôn dùng mã chống gù. 45k nốt hàm đi luôn. Hàng này có chỗ người ta bán dẻ mình 85k một con nhá. Lưu ý luôn dùng nguyên bán tặng luôn cái dẻ mình 30 em nguyên hết rồi. Chốt mã tặng 45k luôn dùng nguyên cặp chống gù cho bé này. Hàng 85k nhá. Bán tặng luôn dẻ mình 45k nha. Bán tặng 45k. 30 em hết rồi. Rồi lên luôn dùng mã này. Mã bộ con này hết giá sale luôn. Hết giá sale luôn. Chốt mã tặng 50 luôn dùng nguyên. Size dẻ mình đến 62. 62 đổ về là dẻ mình chốt ok nhá. 62 đổ về nha, cặp nguyên hết, 62 đổ về. Lên luôn những mã này là mã tặng 50 nhé. Chị nào lấy mã này gạch cái tên cũ luôn đó rồi nha. Gạch tên cũ nhé. Tặng 50, chị nào lấy mã này lên mã tặng 50. Con này còn giá nào để sale? Con này còn giá nào để sale nữa đâu. 73.000, tặng 63.000. Cho nó máu nha. Cho nó máu 63.000. Sai dẻ mình 57 đổ về. Con này không ai có được luôn. Hàng mà 73 người ta không bán dẻ mà được giá nào. Nguyên bán tặng luôn cho chị em mình luôn. 63.000 size 55-57 đổ về. Hàng gió luôn dùng nguyên nhé. Cho Kim Khánh Lê. Hàng gió luôn dùng nguyên nhé. Gió ướt luôn dùng nguyên. Bán tặng cho chị em mình con này 63.000 cho chị Hà Nguyễn Song Long. Hà Nguyễn Song Long. Hà Nguyễn Song Long.
Bờ ra bán tặng cho chị em mình con này 39.000. Thay chị em mình nó 60, 62 mang được luôn nhé. Hàng bờ ra giảm nhiều. Tặng 39 con này hàng xe 49.000 rồi. Bán tặng luôn chị em mình. Lên luôn dưỡng mã bờ ra luôn dùng nguyên. Bờ ra luôn dùng nguyên tặng 39 luôn dùng nguyên. Còn bộ cái này là có mốt ngực dài. Mốt ngực dài dùng nguyên nhé. Chốt lên luôn dùng nguyên mã này là mã 39. Tặng 39, chị nào lấy tặng 39. Số này có cả hai con quần công sở. Nó thật sự là không còn con nào. Mà chị Yến Độ, Yến Độ chia sẻ luôn nha. Có người chia sẻ rồi mà. Yến Độ có người chia sẻ rồi mà. Hai con này trẻ mình thấy hàng nguyên viên này bao nhiêu chị đặt không có hàng, một con size S và một con size 2X. Size S cho trẻ mình dưới 50 và 2X cho trẻ mình tầm 60-62 đổ về. Đây luôn dẫn mã tặng công sở luôn dùng nguyên nhé. Chốt mã 75 đi. Thực sự cái này không còn giá nào để sale hơn. Này trẻ mình nhìn cái mã 75 con này phôn quần cực đẹp luôn á. Nha, một S và một 2XL. Không còn hàng để bán cho chị em mình nè. Bra em hết nha. Bra em hết. Ê chị Phạm Thị Ly 7. Từ từ chị ơi. Em lên cái nào do ước em hết rồi. 75k. Chị nào chốt được cái gì chốt nha. Đầu like mà chị. Ok Phạm Thị Ly có. Ok nha. Đầu like mà chị em mình đòi cái này đòi cái kia chịu luôn. Nha, lên luôn dùng mã 2XL chị em mình 60. Đập to lên sợ kìa. Đập to lên kìa. Người ta không nghe kìa. Trời ơi. 2XL 75k còn một con. Cái này nó thật sự là khách nhà nguyên nhận hàng về. Chiều cũng có mấy người. Chị Thanh Thiếu Lê không chia sẻ. Thanh Thiếu Nguyễn không chia sẻ. Nhiều người nhận hàng này xong điện. Em ơi cho chị thêm mấy bộ nó đẹp quá. 45.000 xe 55 đổ về. 45.000 cái này là lụa siêu nhẹ dùng nguyên á. Đây luôn dựng mã gấu đen 45. Gấu đen 45 nhá. Chị nào lấy gấu đen 45 chút lên gấu đen 45. Rồi lên luôn dưỡng mã này, mã tặng 29 hồng. Quần chi chị ơi, quần chi. Phải lên hỏi rõ quần cho em. Gấu tặng 29.000 luôn dùng nguyên size chị em mình 62. Cao 65 vẫn mau ok con này luôn, con này đẹp lắm này. Tặng 29k chị em mình nhìn túi tiết rồi chị em mình biết hàng xịn sò rồi. Nhìn túi tiết thôi là biết hàng xịn sò rồi. Lên luôn cho chị em mình mã này. Bán tặng luôn cho chị em mình luôn 29.000. 29 hồng, 29 đỏ. Áo khoác lông đâu ta. Chị Thu Ngọc ơi chia sẻ đã, không có gấu đen. Gấu chị hồng được nha. Và chữ đỏ. Được rồi chị ơi. Nha, cái này lên mã 29k luôn dùng nguyên. Gấu hồng và chữ đỏ. Gấu hồng và chữ đỏ. Con này 57 đổ về. Áo đang mặc còn chị ơi. Còn nhá, chứ này em lên sau. Trời ơi, con này thôi chắc siêu đã luôn. Yến Nguyễn không chia sẻ bó tay nhá. Cái gì mà bán xả bán tặng đầu like chị Hồng chốt Thanh, cho những chị nào chia sẻ thôi. 29 hồng với chị Hồng Thanh đây chị em mình nhìn nè. Đây luôn những mã này mã long xịn. 45 là bộ cho chị Vi Châu, Vi Châu. Mạng chạm hề đi qua mấy mã rồi mới thấy chốt. Trời ơi, đây luôn những mã tặng xịn 57 đổ về. Nhá, con này bán tặng luôn chị em mình 119.000. Hôm bữa tranh nhau có à. Quần tay nó nguyên còn xây bự size 2XL là trẻ mình đấy 60kg. Đây luôn dưỡng mã tặng long luôn dùng nguyên nè, long xịn ấy. Long xịn cho chị Yến Đỗ một xịn cho Yến Đỗ. Còn chip nam tam giác em còn size nhỏ. Chia sẻ sao không được? 119k. Chia sẻ công khai sao không được? Mua hàng nhà nguyên tập chia sẻ công khai đi. 29 đỏ cho Nguyễn Thu Lan. Ủa chị này đơn từ ngày 6 xong giờ xả luôn à. Trà Phương Lê nè. Ô trời ơi. Đấy, nhiều chị nói chung là đặt niềm tin chị em mình. Ừ thôi khách quen không cần cọc đâu. Không cần cọc đâu. Xong để tới bữa giờ luôn chán trường chưa. Đến lúc chốt lại xả. Đến lúc chốt đơn thôi. Xả ra. Thôi lại xả ra. Văn Trung Hà hồi tối. Văn Trung Hà đang xem like không nè. Hồi tối cũng chốt thêm nè. Cho cái số điện thoại nhưng mà không bao giờ điện được. Cho một cái số điện thoại không bao giờ điện được. Gọi không biết bao nhiêu lần. Nhắn tin không được đâu à. Nhắn tin không rét. Vui nhỉ. Xe 36 một cặp. Long hết rồi nha. Hết long nha. Long màu 19 nha đâu. Sao chị ơi rồi. Sao rồi. Nha, con này hàng người ta có xe cũng là xe 150 một cặp nè. Hàng đi ly sao. Xe 36. Xe này là xe phổ biến rồi. Nha, cái nào cũng lên luôn cho chị em mình. Mã này mã 1 à. 120 một cặp luôn. Một nguyên nó hàng người ta sale, người ta gọi là sale lỗ, sale xả kho là 150 một cặp. Hàng xịn luôn dùng nguyên nhá. Đồ bộ mặc like tối qua chưa chốt à em? Chưa chị ơi.
Không phải, nhiều khi là chưa chốt hết, không, cô qua ngày mai đi Phạm Thị Ly nhé. Nhiều chị cho cái số điện thoại không bao giờ chốt được hàng hết. 120 thôi. Áo khoác để em. Áo khoác này à? Áo khoác này là 129k đúng không? Lên mã 119k cho Nhật Nguyệt. Ok nè. 119 cho Nhật Nguyệt. Trời ơi. Áo như nguyên mặt có chị ơi, 79.000. 79.000 cái này cho Nhật Nguyệt. 79 cho Nhật Nguyệt. Rồi con này tặng 29k luôn. Con này đang sale 49k, quần đùi nam hả chị? À, quần đùi nam thì mới không biết còn không. Trời ơi, size 60 nha. Size 60 nha, 119 cho Nhật Nguyệt. Size 60 dùng nguyên. Áo khoác đi à? Áo khoác đi từ từ. Lên luôn dùng nguyên con này, tặng 29. Hết rồi. Tặng 29, quần 29 cho Phạm Thị Ly. Quần 29 cho Phạm Thị Ly. Con này bán tặng 55k nè. Nguyên lên luôn trẻ mình mã tặng 45. Nha trẻ mình lưu ý, làm như thế làm phiền người bán lắm luôn ấy. Cứ chốt xong, cứ chốt xong xả, chốt xong xả, trong khi cái đơn từ bữa giờ luôn. Buồn ý dễ sợ không? Hết 29 rồi. Tặng 45k luôn. Bằng bộ đùi luôn. Hàng này size 55 đổ về nhé. Comment mã này là mã bộ bộ ngố luôn dùng nguyên. Bộ ngố nhá. Quần 29 hết rồi. Cái lông được cái nào hết à? 45 rồi. Cái lông là không được cái nào hết à? 45. Mày thấy nhiều lắm mà ta. Mấy người nó chốt xả ra nhiều lắm luôn ấy. Con nào thun thái thì chị em mình nè. Thun thái là sale 49.000 đúng không? Nguyên lên luôn cho chị em mình mã này là mã tặng 29.000 cho nó sốc. Có chị ơi. Không chia sẻ. Bộ phối. Chia sẻ lên luôn giùm em nè chị ơi. Áo khoác có lông xíu nữa chị ơi, xíu nữa lên luôn giùm mã tặng 29k luôn giùm Nguyên. Tặng 29. Đây nè. Cái này làm gì còn? 5 con đúng không? À, 89.000 5 con. 89.000 5 con, chị em mình thấy con này người ta bán rẻ mình 45-49.000 con này. Nguyên chạy là lẽ ra là 18.000 con. Lên luôn dùng nguyên mã này là mã 5 con. Chốt mã này là mã 80 luôn dùng nguyên nhé. À, Thanh không chia sẻ. Chốt cái chị nào chia sẻ thôi chị em mình ơi. Cứ mua hàng hồi không chia sẻ cho Nguyệt Trần kìa. Cho Nguyệt Trần kìa. Nguyệt Trần phải còn cái cặp đây không ta? À, phải không? Từ ngày 6 tháng 9 rồi đây người nè. Phải Nguyệt Trần này không trời? 80 cho chị Kim Loan nè. Kim Loan này là Kim Loan nào nè? Hồi nãy có xả một Kim Loan hay gì Loan rồi nè. Thanh Loan. Thanh Loan đúng không? Phải Nguyệt Trần đang còn con cặp từ ngày 6 tháng 9 không? Có một cái này để bữa giờ không chốt xem cái gì. Nha, không ấy là em xả luôn ấy. Em xả luôn ấy. Rồi lên luôn dưỡng mã tặng bộ su là 125.000 đúng không? Bán tặng luôn cho chị em mình mã này là mã 110. Ok. 110 luôn dùng nguyên size chị em mình 55 đổ về. 55 đổ về nhá. Bộ su luôn dùng nguyên 110. Bộ su là toàn 145.000, không bao giờ có cái giá hàng này. Chỉ có hàng sale hàng xả mới có giá này. Có mấy cái bao cái cọc hàng bom nó bỏ lên luôn hồi chiều thằng ông 18 em lên sao. 110 bộ su. Bộ su là 145, 149. Ơ đúng rồi. 145.000. Đấy, bán tặng cho chị em mình mã này là mã 110. Váy con này sale 39k. À 35k. 35k. 35k luôn dùng nguyên nhé. Đúng không? Đúng rồi đấy. 35k và size 52 đổ về. Chốt mã tặng váy. Tặng váy. Chị nào lấy mã tặng váy cho mấy cái bộ xuất hàng ở đây. Bộ xuất hàng là nguyên sẵn hàng nhé. Có áo dạ không? À, su hết rồi Diễm ơi. Su nó là chị bán sale 125.000 đấy. Ừ đúng rồi đấy, bỏ lên đây, bỏ ra ấy luôn. Còn nó thật sự là giao hàng tiết kiệm nó rinh lên chắc cũng hơi bị nhiều. Từ đầu dịch tới giờ hôm nào chắc phải 35k, phải là một cái like xả hàng bom thôi. Nhiều lắm luôn, giao hàng tiết kiệm đợt dịch không đi hàng được cái kia. Nó hòn về hết. Đấy, nhiều chị cứ chỗ nào cũng kêu là chặn hết rồi, cuối cùng hòn về hết. À, su xịn nhá, 2, 4, 6, 8, 10. Bộ su hết rồi chị ơi. Lên mã tặng su, cái này 55 đổ về thôi chị em à nhá. Lên mã tặng su xịn, lên luôn những mã này là mã 90 luôn dùng Nguyên. Comment mã này là mã 90 và Nguyên đang sale là Nguyệt Trần. Nguyên đang sale là 109k luôn dùng Nguyên nha. Đây, để ý luôn dùng Nguyên nè. Lên luôn những mã su xịn 90. Không đi nhập không ra được giá này. Nguyên đọc size trước, Nguyên cái nào cũng có size hết chị ơi. Cái nào cũng có size hết, lên luôn dùng mã su xịn size 55 đổ về. Su xịn 55 đổ về, con này con hàng bao nhiêu? Size 38.
Size 38. Size 38 hình như cái này cũng mấy rồi nè. Chốt mã tặng 60. Chốt mã tặng 60, còn áo khoác còn chị đòn hàng ở xíu em lên nhé. Nhà em áo khoác nhiều lắm nên là chị em anh cứ từ từ. Chốt mã tặng 60. Con này đang đi sale một cặp. Chu xịn cho thông điệp vàng. Con này là Nguyên đang đi một cặp là 139.000 nha. Nguyên bán tặng luôn cho chị em mình mã này. Không chị ơi, 38 chị Phạm Thị Ly. Phạm Thị Ly. Mua hãng một chục nhưng mà hết rồi chị ơi không bán. Con nó cho chị ấy là 60.000. Phạm Thị Trang. Phạm Thị Trang. Vô trong đấy bảo là không nhận được hàng. Phạm Thị Trang. Phạm Thị Trang nhớ, Phạm Thị Trang nhá, lần sau thì chốt hàng nữa nha. Khu công nghiệp Điện Ngọc. Khu công nghiệp Điện Ngọc. Có chị ơi, áo em đang mang là 79k. 60 hết rồi, nụ còn... tầm xuống ơi. Chị nụ tầm xuống trang thủ chốt để em đi đơn luôn rồi. Ôi trời ơi. Cái này hôm bữa ai à? Hôm bữa ai mà mới up lên sale 89.000 nó bảo là chắc là 89.000 mỗi con quần, cái cờ cho hai con quần màu đen. Từ mới thấy nhiên độ cho hai con quần màu đen mà trong khi rồi. Là 89.000 con bán cho trẻ mình nguyên một bộ thế này. À, đen phía sau bao nhiêu tiền? Em áo khoác đen phía sau à? Áo này hả? Áo gì? Lên mã Doraemon. 75k nguyên set này luôn, con này chắc có tông tàu chéo và size trẻ mình 60 vẫn mang ok. Quần ống bo. Lên luôn dùng mã Doraemon 79 luôn dùng Nguyên nhé. Hôm bữa Nguyên up lên 89.000, khách bảo là cho hai con quần. Bán hai con quần. Lên luôn dùng mã 79k luôn dùng Nguyên. Chị nào lấy mã 79 lên luôn dùng mã 79. Con này là hàng 115k đúng không? Con này 115 đúng không? Lên luôn dùng mã này là mã 100 luôn cho Nguyễn Hữu lên xa. Size này dành cho những chị em mình 55 đổ về. 55 đổ về. Chị Hiền đổ à. Chốt xong là đi đơn rồi chị ơi. Nha, chị nào lấy cái này lên chung mã này là tặng 100 luôn. Doraemon hết nha, Nguyễn Hữu Linh Sa có rồi. Xe 55 đổ về, con này đẹp lắm chị em mình nè. Thôi rất là đẹp luôn. Hàng này là Nguyễn Xe 115.000. Từ từ. Bộ đó chị cao quá hay sao chứ em mang khoảng gần phủ mông. Gần phủ mông chị mét mấy? Chị mét mấy mà đòi ngắn. Chị em mét mấy mà đòi ngắn. Ngọc Huyền. Số 8 Hoàng Văn Thái. Không phải. Ánh Huyền. Ánh Huyền Hoàng Văn Thái. Doraemon hết rồi, cái này 100 à. 100. Yến đổ 100. 202. Ôi, ngay xác đích bên nhà đây. Hoàng Văn Thái. Xác đích bên nhà mà còn bơm thôi bó tay rồi. Chị nè thôi. Thôi không à, đúng rồi chị nè, gọi nhiều lần không nghe máy đây. Gọi nhiều lần không nghe máy. Chốt mã này là mã 40, gấu này hết rồi làm gì con. 45 chứ. 45 đỏ, 45 45 vàng rồi, luôn. 45 đỏ và 45 vàng, chị em mình nhìn nè. 100 hết rồi. Mà chị nè xác biết nhà đi. À 202. 202. Việc 202. Gấu lên luôn dùng Nguyên. Đem cho họ chứ bơm gì. Còn được. Kiệt 202 Hoàng Văn Thái. Buồn ý không? Nha, lên luôn dùng mã gấu vàng và gấu đỏ. Hùng Phụng chia sẻ luôn dùng Nguyên nha. Lên mã gấu vàng và gấu đỏ. Gấu vàng và gấu đỏ. Chia sẻ đâu? Thì Linh Trần. Thì Linh Trần. Cái này đã. Chia sẻ vô, chia cái này đi sẻ vô. Cho em lên, để em lên cho chị em mình ít cái bộ à. Bộ xuất hàng trước. Chị ơi, chia sẻ cho em đã. Tăng 45.000 mà. Chia sẻ cho em đi chị Thu Ngọc ơi. Đỏ cho Linh Nguyễn. Buồn ấy ghê không? Bán tặng mà. Chia sẻ đi đã. Cho 2-3 lượt chia sẻ công khai về trang cá nhân nè. Cho nó nổi bài lên xíu nè. Cho bộ xuất hàng đi sẵn. Cho bộ xuất hàng lên đi. Để chị em mình. Đây nè. Cho trong tập ấy. Bộ xuất hàng nó thật sự là siêu rẻ luôn. Bộ hết đi. Bộ xuất hàng cho bé kìa. Đấy, có trai có gái luôn nghe. Trời ơi, bộ này xem. Mình nói là bộ này mà bán 119.000 thì không có ai bán được giá này rồi. Đảm bảo luôn cho dẻ mình luôn. Phương Lai được gấu vàng rồi nha. Dẻ mình nhìn nè, bộ này là dặn bộ hết đi ấy. Áo hết đi xe dẻ mình. Cái này dặn dịch kim nhá. Cho dẻ mình 55 đổ về. 55 đổ về. Áo nó không quá dài, nó vừa như thế nào thôi chị em mình nè.
á, đi dặn này không ai mang già hết. Cái này bán tặng luôn cho chị em mình, mã này chốt mã này là mã 99 luôn dùng nguyên. Thấy chị Thu Ngọc hiện lên người chia sẻ rồi kìa. Còn nhiều, từ từ mới vô like mà lo gì. Rồi lên những mã tặng bộ mũ 99k, 99k tặng bộ mũ. Chị nào lấy tặng bộ mũ 99 lên bộ mũ 99k luôn dùng nguyên á. Bộ mũ 99k. Cái gì 25 Hoàng Văn Thái trời. Bích Lam Trương ra không nhận hàng đấy chị ơi. 25 Hoàng Văn Thái mà Hoàng về đây buồn ý ghê trời. 99 cho chị Lùng Lê. 99 cho chị Lùng Lê. Cho Lùng Lê. Chị mà 25 Hoàng Văn Thái với trên đây mà Hoàng về đào đường với lại cuối đường mà Hoàng về của tôi trời. Rồi sẽ mấy bộ có của nam của nữ. Tối nay có lên cả bộ bán nhé. Màu đen với chứ mạng yếu không chốt kịp. Và cho chị Phạm Thị Bích Phương, con này 79k, con này đẹp lắm trẻ mình ơi. Gấu vàng 79. Gấu vàng 79. Đây nè, cái bộ này trẻ mình tranh thủ nè, vẫn còn đúng 200 bộ cho up lên trang cá nhân, thấy khách đặt nhiều rồi. Tại vì cái này về bóc sĩ rồi. Xíu nữa, chừa cho hai bộ khác. Người ta chốt rồi. Người ta chốt rồi. Bộ xuất hàng cho bé nè. Thiệt em dễ em đem tới nhà thiệt cái chứ. Ngay hồi nãy giờ Hoàng Văn Thái mà hai đơn rồi, trong khi là ra tới Thái Bình rồi không ái về mà ra tới Hoàng Văn Thái lại Hoàng về, cùng ý không? Cho mấy bộ có bé trai nữa xả, họa tiết con trai nữa xả, chế bộ xuất hàng đẹp lắm luôn cái vậy mình ơi. Cái này bán tặng trên live luôn nè. Phương là nó đen rồi, cái gì? Hai. Hai con vừa đen vừa vàng nữa. Cho ngồi trước cái coi có cái màu nào của bé trai cho lên luôn. Cái nào dễ mình nhưng mà nó còn xây nhỏ thôi. Xây 16 17 đổ về thôi. Không, chị Bích là Bích trăm hình sau. Xây 16 17 đổ về nhá. Cái này dễ mình nhanh tay nè, còn tầm khoảng 200 bộ. 200 bộ nhá. Ừ, chị còn xây nhỏ xây nhí thôi. Xây đại xây ấy người ta bóc hết rồi vì bộ xuất hàng bên đây không có hàng bán. Ủa xuất hàng dần này không có hàng bán. Ừ từ từ nhá, quay luôn cho dạy mình nè. Nguyên nói là ai mà bán dạy mình 59.000 quay đầu luôn cái bộ xuất hàng này. Mà 59.000 quay đầu lại dùng Nguyên nhá. Nguyên còn xem 16, 17 đổ về thôi. 16, 17 đổ về có cả trai cả gái. Quay dạy mình 59.000. Chốt trên like luôn hẳn hai bộ lên dạy mình nè. 101.000 hai bộ. 101.000 hai bộ nót luôn. Đảm bảo cái này là không có ai bán. Bộ mà xây nhí người ta không bán vậy mình 70-75 nghìn. Đây là bộ xuất hàng bộ dài tay nè. Được chưa? Không có 28. Nguyên còn xây 16-17 đổ về thôi. Em đang hết rồi chị ơi. Đợi, nếu như mà xây to chị em mình chờ những cái đợt hàng sau. Giờ hiện tại Nguyên còn mỗi xây nhỏ. Nguyên còn mỗi xây nhỏ chị em mình lên cho Nguyên số ký. Còn 16-17 đổ về thôi. Không còn xây to nhá. Toàn bộ là xây nhí. Nha chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã này là mã tặng bé luôn dùng Nguyên nhá. Tặng bé luôn dù Nguyên. Hồi nãy chỉ có cái đơn xã của chị nữa rồi đúng không? Nha. Hai bộ lên luôn chị em mình 101 luôn tin nổi không? Gái nè, trai nè. Nói chung là nó có nhiều họa tiết lắm luôn ý. Nha. Nhiều họa tiết luôn cho chị em mình coi sơ. Và chị em mình không chọn màu. Chia sẻ lên luôn dù Nguyên. Nha. À hai cái màu đen hả? Ok chị xíu em ấy lại. Nha. Lưu ý luôn dù Nguyên là lên cho Nguyên trai hoặc gái kèm luôn dù Nguyên số cái. Không có size to chị ơi. Không có xây to nha, em còn xây nhỏ. Không có xây to, xây 15, 16, 17 đổ về thôi. Trai nè. Xây 16, 17 đổ về thôi, không có xây bự nha chị em mình ơi. Để ý luôn dù Nguyên nhá. Lên số ký đi chị em mình, không lên số ký không chịu luôn ấy. Nhiều chị hôm bữa chốt tắt, hôm qua chốt tắt như thế này sao bị đến lúc chốt đơn là bảo thiếu. Cứ lên 2 set bé trai hoặc là 2 set bé gái. Rồi tự nhiên cái ghi số ký. Nói chung là chả ghi trai, ghi gái gì hết. Rồi nhá, Nguyên còn 16, 17 đổ về thôi. 16 đổ về thôi. Nha, chị nào lấy cái này lên nhanh tay luôn dùng mã tặng xuất hàng luôn dùng Nguyên. Ok. Nói chung là mấy bộ thì Nguyên sẽ bóc cho chị em mình mấy bộ khác nhau nhá. Đây, gái trai. Rất là đẹp luôn chị em mình ơi. Đúng không? Đúng không? Chị em mình để ý luôn dùng Nguyên là hàng này người ta đang bán cho chị em mình là 75, 70. Không có xây bự chị ơi, không có xây bự nhá. Mắc cái ấy đi không ai, không ấy thì thôi khỏi đi đi chứ mắc gì đâu. Nha, rồi lên luôn dù không chọn màu. Chà, bán 101 hai bộ mà chị em mình còn chọn màu cái gì không có 20 chị ơi. Không có 20 em đang còn mỗi xây nhí thôi. Còn mỗi xây nhí thôi có cả trai cả gái nhé. Ok chị Phúc Loan.
Ok nhá. Trời ơi, chị em mình tin nổi không? Tin nổi cái bộ này mà bán như vậy mình 1 2 bộ thì ai bán? Ai bán cái bộ này? Không chọn màu đó chị Nova Hình ơi, em nói từ nãy giờ rồi. Bán 101.000 hai bộ mà chọn màu cái gì nữa? Không chọn màu nhá, nguyên bóc ngẫu nhiên nhá. Nguyên bóc ngẫu nhiên, chị nào lên trước có trước. À, ok, chị nào lên ấy kèm luôn dùng nguyên trai hoặc gái, kèm luôn dùng nguyên số ký nha. Trai hoặc gái kèm luôn dùng nguyên số ký. Chị em mình không đủ thông tin là nguyên không chốt đơn được, ngày mai soạn hàng không biết đường chốt nhá. Không có đỏ, cái này không có đỏ đâu chị Trâm Hường. Cái này không có đỏ. Riêng cái này toàn là màu đẹp thôi nha. Chị em mình cứ yên tâm, có chị ơi. 7-8 ký có hết. Chị em mình phát luôn 5 bộ 7 bộ về cho nó mang. Vì nó quá là rẻ thì chạy ra 55.000 một bộ xuất hàng. Mua từ 2 bộ là còn 55.000 một bộ thì ai bán? Nguyên nói thật sự luôn, không ai bán. Đấy, 13 ký ok nha chị Hà Thanh. Áo em đang mặc từ từ cho em xíu. Em thấy chị anh Đặng ơi, chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã này bộ xuất hàng nhé. Còn là màu đẹp thôi, nên là chị em mình cứ yên tâm mà lên đơn. Không có cái màu nào mà xấu hết trơn ấy, nên là đừng có phải chọn màu, đừng có phải lăn xăng. Đừng có phải lăn xăng hồi nãy giờ, sao hết cho chị em mình coi cái màu. Ờ ok. Hello chị Thanh Loan nhé. Đây sao hết chị em mình coi cái màu nè. Mà không mua cái này rất là phí. Nguyên chạy cho chị em mình 102 bộ. Nên còn size 17 đổ về thôi. Đơn chị chưa đi hả? Rồi ok. Chị Kim Huệ nhận được hàng chưa? Hôm bữa sai cái số điện thoại nó không đi giao được. Nè, có cái màu nào xấu không? Màu nào lên không cute? Đấy, 102 bộ. Nhưng mà còn mỗi size nhỏ, hàng size đại về không có đủ để chốt cho sỉ. Sỉ bốc hết. Hàng size đại là sỉ bốc hết. Đấy. Cái thực sự giá này đi sỉ nhiều khi là cũng không ra, nhiều chị đi đăng báo online đi sỉ cũng không ra. Ok chị Mỹ Lệ Đoàn nhá, chị nào lấy cái này lên luôn chương mã này là mã xuất hàng, không có 29 ký. Nguyên đang còn xây nhí thôi, chị nào mà xây đại thì là những đợt hàng sau mà có về hàng Nguyên sẽ trừ hàng xây đại để lên xa, lên sale với em rồi nha. Chứ còn cái này Nguyên đang có rồi nha, cái này tầm 16-17 đổ về thôi. Ok chị, cái nào mà nhầm thì báo đổi sau nhé nha. Chị em mình lưu ý luôn dùng Nguyên là cái nào nhầm báo đổi sau. Em thấy chị Nguyễn Thảo Văn rồi, chị em mình cứ lên đơn kèm luôn dùng Nguyên cả thông tin nhé. Và để ý cái số điện thoại là cho chính xác dùng Nguyên nhé. Có trai có gái thì chị em mình lên thông tin nha. Lên thông tin cho em nhé. Để ý cái thông tin là cho nó chính xác dùng Nguyên nha. Không, cái thông tin mà không chính xác là bó tay luôn ấy. Điện tới điện lui ỏi ai biết mày. Với lại cái nhầm người. Với có khi là chị em mình. Ok chị em mình cứ lên 5-6 lấy cái size nhỏ nhất chị ơi nha. Chị em mình cứ lên luôn dùng Nguyên đúng số ký là Nguyên đúng số ký và đầy đủ thông tin Nguyên chốt nhé. Ok chị ơi, đúng số ký nè, gái đây nè, gái có nhiều màu rồi đó, rồi chủ yếu là màu hồng. Gái là chủ yếu màu hồng, chị em mình yên tâm là hai bộ sẽ bóc chị em mình hai bộ khác nhau chứ không lẽ mua hai bộ cùng màu thì mang kiểu gì, cùng kiểu thì mang kiểu gì nha. 102 bộ phát hẳn luôn, okay, 5 bộ 6 bộ. Ok chị ơi, chị cứ lên đúng cho em cả số ký các kiểu đi. Trời ơi, ở đây cái này chưa đúng không? Cái này chưa. Thị Yến Phạm nãy đang có đơn đúng không? Không biết. Hình như cái này của Thị Yến Phạm đang có đơn đúng không? Bên nhà em đến xã này hai cái đồng hồ từ rất là lâu rồi nè. Coi thử nè, bỏ riêng lại nè. Hồi nãy thấy Thị Yến Phạm có đơn, Thị Yến Phạm có đơn. Mai gom vô đi đơn luôn, phải coi phải không? Nha, Nguyên qua mã nhé, chị nào chưa có thì cứ lên luôn dụng mã này là mã tặng xuất hàng. Chị em mình cứ đi dạo quanh đi, cả Facebook, cả Shopee, không ai bán cho chị em mình cái dòng này 102 bộ hết. Chị có là bán tặng là đang vào mùa mà bán cho chị em mình giá nào nha, đang vào mùa không. Phải không, của chị Thị Yến Phạm đúng không? Thị Yến Phạm đang có đơn không, để em biết em sale luôn nè. Đấy, đang vào mùa mà Nguyên bán cho chị em mình giá nào. Ok 25 ký có, những cái bộ size to sẽ chuyển qua cho chị em mình bộ của hàng công ty nha. Cho sẽ lên cái mã áo này chị em mình lên. Ok cho chị Thu Lan, đợi từ thôi bà in đi, mẹ bắt cho trò lên luôn dùng Nguyên nha. Xeo đồng hồ đi, đồng hồ đâu mà xeo. Nguyên tạm gọi món này tối nay là món đặc biệt nha. Nguyên còn tạo được 50 đôi dép thái luôn giờ Nguyên nhá. Tạm gọi là món đặc biệt nhưng mà thật sự là giờ Nguyên còn sai lộn xộn.
mai còn size gì bóc size đó nhé chị em mình ơi. Đúng cái hàng này 120.000 một đôi nè, chuẩn hàng giá Thái luôn nhiều nguyên nhé, còn 50 đôi thôi. Món này tới này gọi là món đặc biệt vì lâu lâu mới có một lần nha, nhưng mà chắc là chị em mình không chọn màu sai số thì là okay, Ngọc, mai còn sai gì bóc sai đó nha, chứ còn nguyên chưa chắc là ai cũng có hàng nha. Còn tầm 50 đôi, có cả màu xanh, xanh gì ta, xanh chuối nữa, dép Thái luôn dùng nguyên, nhưng mà cái này nguyên in đơn rồi, mai có sai thì ngừng bóc, còn không có sai thì thôi nhá. Chuẩn hàng dép Thái, hàng này chị em mình xong rồi, nhận hàng về rồi đi search con này, người ta đang bán 120.000 thì bán cả thế giới. Cái gì mà ôm được hàng sale là rinh hết về thôi á. Cái gì, tại vì người ta bán cao quá mà nha. Lên luôn dùng nguyên mã này, là mã tặng Thái luôn dùng nguyên đi, mà chắc phải để cho mình đôi này mà quá, bức tách luôn. Phạm Thị Lê dép Thái 38. Phạm Thị Lê sao mắc logo người chia sẻ rồi. Có size 41 luôn à em, mang chiếc size to ghê rửa. Ủa răng cái này size 3 hôm nhỏ à, nguyên ngoan size 35 thôi, bữa này nhích lên size mà cũng hơi rộng nha, nhưng mà chị em mình không chọn kiểu nhá. Cái hai ba kiểu chuẩn, cái này là hàng giá Thái luôn dùng nguyên nhá, từ từ biết người ta bán bao nhiêu tiền đâu mà lên, từ từ nhá, từ từ luôn dùng nguyên. Nhưng mà chị em mình không chọn màu nhá, hình như còn màu đỏ đô với màu xanh dương nữa, còn size gì bóc size đó nha. Phải con này hàng 120.000 không, bán tặng luôn cho chị em mình nè. Trầm mốt vô, trầm mốt bỏ chạy luôn. Không, xe nhỏ như thế này sao Nam đi được. Còn xe nhỏ như thế này sao Nam đi được. Mà sao cái này cũng phải nhích lên xe 36 rồi, chắc này form nhỏ hơn vậy mình ơi. Bình, hả? Bình thường Nguyên đi mang xe 35 thôi, cái này nhích lên 36 rồi nè. Xe nhỏ nhất chắc là xe 34, xe 34. Xe 34 nhá, lên luôn dựng này, xe 34 nhá. Tặng 10k thôi, đi ngủ đi vô. Đi ngủ đi nha. Lên luôn giữ mã tặng giới Thái, nhưng mà có 50 đôi thôi. Nhưng mà chị nào có sai ấy chứ Nguyên không biết nha, còn lộn xộn. Còn lộn xộn. Cái này về đóng cho sỉ người ta bán shop ấy. Đấy, vừa đóng cả chung, nói chung là chào cái gì thấy người ta thấy phù hợp là người ta bóc hết ấy. Chào cái gì người ta bóc cái nấy. Nha, cái này lên luôn chị em mình luôn. Bán tặng luôn cho chị em mình luôn. 40 đến mới 35 đến 36. Sai nhất, sai nhất sai to đi. 45.000 đôi. Trả giá nữa, 45.000 đôi. Hàng phải hàng này là hàng 120 không? Chị em mình đi mua cái này là 120 đúng không? Không chọn màu nhé. Nha, không chọn màu. Chị em mình lưu ý, giờ chị em mình vừa chọn màu này, vừa chọn size, nó không có size thì là phí. Ví dụ ngày mai con bắp, cái này có size, nhưng mà không có màu này thì là tự nhiên không chốt đơn được. Nha, không em mua. Đi mưa tốt. Dép đi mưa ok luôn. Đi mưa ok luôn. Đế nè, chống trượt luôn. Nha, lên luôn những mã này là mã tặng dép Thái dùng nguyên kèm size luôn dùng nguyên. Nghĩ là cái này chị em mình nên nhích size lên đi. Nhích lên luôn dùng nguyên size nhá. Nguyên bình thường mang 35 mà cái nặng phải nhích lên size 36 rồi nè. Nha, nhích lên luôn dùng nguyên một size. Chốt lên luôn dùng nguyên một size nha chị em mình ơi. Nha, hình như là còn hai màu. Đi 10k size 36. 10k đi ngủ đi vô. 10k, người ta bán 120 mình bán 45k mà giờ comment lên 10k. Dữ à. Nha, rồi nhá. Được đôi rồi đấy. Thế thì còn 49 đôi thôi. Còn 49 đôi thôi nha. Trời ơi, đôi này to quá. Đôi này cũng mà cái form này nó to hơn size 36 nữa, rộng này. Rồi nhá, chị nào lấy dép Thái, dép Thái luôn dùng đi. Thì bán cả thế giới luôn. Còn cả túi các kiểu, nhưng mà thôi. Mệt lắm, nó nhiều quá, từ đồ bát tới đồ lấy. Nguyên sao cắt màu cho dẻ mình coi nè. 50 đôi thôi nè, bà nào lên trước có trước nha, mình không biết đây nè. Mình có sai không, bóc sai đâu, có cả màu này đẹp. Ui, hồi nãy tự nhiên bức. Cái màu này đẹp chưa? Lên nhích lên luôn dùng nguyên một size đi dẻ mà nói. Nguyên 2 đi size 35, Nguyên phải nhích lên size 36 rồi đấy. Nha. Nguyên 2 đi size 35, Nguyên phải nhích lên size 36 rồi đấy. 45k đôi. 45k. Bữa về chip. Chip bé mọi khi có bán mà. Cái này thì rộng quá. Cái này đẹp mà rộng quá. Nha. Còn tầm 49 đôi. Ok nhá. Nhưng mà Nguyên nói trước này để dẻ mình cái hồi tối chút đơn rồi mà không có.
Cái này á là còn size nào Nguyên bóc size, còn size thì Nguyên bóc mà hết size thôi nha chị em mà nó. Chứ để cái này để cho Hạ Nguyên. Chứ để kêu là hồi tối chốt đơn rồi mà sao không có nhá. Đấy cái chị nào lên trước có trước luôn dùng đi. Còn cả màu trắng và màu xanh dương nữa. Còn cả màu trắng và màu xanh dương. Tiếc cái là hồi chiều chào cái này cho sĩ rồi nên là còn ít quá. Còn ít quá. Nói chung là cái gì mà phân được giá rẻ là Nguyên tấm về hết. Tấm về hết đi. Thậm chí như thế này nè. Ừ. Đây nè. Đây nè. Dép Thái dùng Nguyên nhá. Chị nào lấy dép chủng hàng dép Thái luôn dùng Nguyên nha chị em mình ơi. Được chưa? Nha. Đấy có size gì bóc size đó. Có cả Made in Thái Lan. Có cả hay okay. Hay qua. Ok Nguyên in là nó sẽ có người trước người sau đấy. Từ trang xuống dưới mà Nguyên in sẽ có người trước người sau từ trang xuống dưới. Để chọn từ trang xuống dưới chứ. Không chọn màu đâu chị ơi, không chọn màu giùm em nhé. Tại vì cái này giờ mà chị chọn màu mà chọn size nữa là em khó chốt đơn á. Có cả màu xanh chuối nữa nè. Có màu xanh xanh dương nữa nè. Đẹp chưa? Đẹp chưa? 45.000 đôi luôn. Mà Phan Tố Hoa đi bà dìm hàng quá. Đôi dép của người ta đi mà trả 10.000 đôi thì ai bán. Nè, dép Thái luôn dùng Nguyên nhá. Thậm chí chị em mình nhiều cái to đùng đùng luôn mà bán lại 10.000 rồi cũng kẹp đơn cho chị em mình để chị em mình có đa dạng hàng. Mua cái gì cũng mua được nha. Trời ơi, đã mang cái đôi này thì dễ gì nó đứt trời. Biết bao giờ nó đứt để mua dép mới. Được chưa? Qua nhá. Ừ ok, lên đồ bé size đại. Qua nha chị em mình ơi. À để lên cái mã áo Quân đang mang đã nè, để chị em mình hỏi. Từ từ lên cái mã áo Quân đang mang luôn. Ok nha, qua mã dép Thái đi chị em mình ơi, sợ không đủ hàng một chút đâu. Sợ không đủ hàng chút để lên cái mã áo đang mang để này. Rồi lên đồ bé, tối nay cái gì cũng có hết, từ bé chí lớn. Hình như được còn từng này con gấu vàng. Từng này con gấu vàng, sót thôi. Ừ có thì chị bóc không có thôi nhé. Đang dị xương thu này đi chút chưa. Xương thu sợ gom nhiều tiền không dám chút đơn, mấy hôm nay không dám chút đơn hả. Rồi cái này sai dành tối nay có lên cả quần tomboy nè chị em mình nè. Cái này cũng up lên trang cá nhân ấy mà hôm qua khách chốt rồi nên là không dám like tại vì nó còn lẻ sai. Bộ bé vàng phía sau bao nhiêu chị, bộ này lên nó luôn cho em mình luôn. Ôi 60k rồi. Ok lên luôn những mã này. Dạ nói chung là có sai nào em móc nhé, còn không có thôi vậy mình không cản, chờ những hàng được hàng sau sang được thì lại về lên tiếp nhá. Lên luôn những mã này. Tặng gấu vàng dùng Nguyên nhé, còn được từng này bà này. Sai trẻ mình 60 vẫn mang ok. Hàng này chuẩn hàng Tàu luôn dùng Nguyên nhé. Hàng Quảng Châu đấy. Nói chung là hàng Quảng Châu đấy. Bán tặng luôn cho trẻ mình con này luôn 79.000. Chị nào lấy cái này lên cho mã tặng gấu vàng luôn dùng Nguyên 79. Và đây này, phô Nguyên đang mang. Sai trẻ mình mix với gì cũng được. Đồ 10 tuổi là từ từ. Dép 45. Vàng với chị Kim Lên à, gấu vàng cho Diễm Nguyễn. Kim Lên Diễm Nguyễn. Lắc lông cho bé, lắc lông vàng hơn nữa chị ơi. Bữa nay không có lắc lông. 79.000 tặng gấu vàng. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên cái này. Cho Kim Lên 79 nè. Kim Lên 79 nè. Diễm Nguyễn 79 nè. Diễm Nguyễn nè. 79 nè. Thư Thái nè. Thư Thái 79 nè. Huyền Anh nè. Huyền Anh nè. Huyền Anh nè. Có từng này con thôi. Huyền Anh 79 nè. Phạm Hồng Ngọc. Rồi nhạc nắng nữa là hết. Phạm Hồng Ngọc. Ngọc. Nhạc nắng. Rồi còn Thạch Võ trên Hương đang mang. Nhím ngủ rồi con. Nhím ngủ rồi. Gấu vàng hết rồi chị em mà nói. Nha. Thu Đông dài tay còn chị ơi. Ngủ rồi, ngủ rồi. Có. Ngủ rồi. Hết gấu vàng rồi chị em mà nhá. Hết gấu vàng ngủ nha. Rồi, ngủ rồi. Ngủ rồi. Khổ quá. Đi vô trời. Ngủ rồi. Mai qua chơi. Không, nhưng mà ngủ rồi. Cái khổ quá đi mà. Gấu vàng hết rồi chị ơi. Ông kệ em đứng ngay phòng vệ sinh. Áo phao vàng tay. Cái tình hồi nãy thấy ông kệ nó như này chú đình đá cửa rồi. Cái này áo gió, áo gió nhá. Nha. Gấu xanh này đẹp chưa nè. Có đúng ba con gấu xanh. Để xe đi, ngồi để xe.
đừng đừng dựa cho đồ của con Nguyễn đổ làm sao con Nguyễn bán hàng. Trời nhím dạy may nhím mới dạy. Trời ơi, con ta chưa đúng được có ba bài gấu xanh này thôi. Chị nào lấy gấu xanh lên gấu xanh luôn dùng Nguyên nhá. Về đi chị. Ba con gấu xanh. Chứ tình vô chứ tình dí ông cậy xong cái chú tình coi thử. Áo sao đảo gió không vậy là áo phao đâu. Gấu xanh cho chị Đào Anh, có ba con gấu xanh thôi. Chị nào lấy gấu xanh lên gấu xanh này. Thôi mà chờ nói nữa mày. Ờ tôi mai Đào Anh Phạm Hồng Ngọc còn một con nữa. Hồng Ngọc có trăm hồn. Boris chưa vài hôm nữa nha. Hết gấu xanh rồi. Rồi lên luôn những mã gấu tím, gấu to. Trẻ mình 60-62 cũng ăn được. 60-62 cũng ăn được, trời ơi. Gấu tím luôn giờ Nguyên nhá. Con mai quá, mai quá. Mai đã qua. Để con Nguyên bán hàng đã. Ha. Mai được. Tình cho nhím nha. Lên gấu tím luôn vừa Nguyên được ba gấu tím nha. Hết xanh rồi. Hết xanh okay nha. Đâu, em có rồi. Còn ba gấu tím thôi, chị nào lấy gấu tím nó còn linh tăng không biết nào là gấu tím được ba con thôi. Chị nào lấy gấu tím lên gấu tím, em hết gấu xanh. Chị Ly Trung gì đấy là gấu nu được 2. Em hết gấu xanh nhá, gấu tím được 3, gấu nu được 2. Hết gấu xanh nha chị ơi. Gấu tím, gấu nu. Và con này là chữ trắng. Đào Anh lên thông tin đi nha. Chữ trắng, toàn bộ chị em mình có đơn lên thông tin với bỏ công ra xem like rồi cuối cùng không chốt được đơn rất là mệt. Chữ trắng này, ôi cụ ta này phía sau có chữ sao nhá. Chữ trắng được 2. Chữ trắng được 2 rồi gấu tím. Gấu nu đây nè. Gấu nu nè. Chị ơi 62 đổ về là chốt đẹp. Nu cho Kim lên, chị nào lấy chữ trắng lên chữ trắng. Áo Nguyên đang mang hết rồi còn màu đen vậy. Còn màu đen, còn màu đen. Rồi nhá, để con lên chị em ít đồ bé. Xíu nào Nguyên bắt con like sau. Chứ hôm nay em bóc like sau nhé. Chị nào lấy cái này lên xuân mã chữ trắng, gấu nu và gấu tím. Con tím này đẹp này chị em mình nè. Tím cho Ngọc Nhung. À, trắng cho chị Thư Thái. Trắng Thư Thái. Tím cho Ngọc Nhung nè. Tím Ngọc Nhung nè. Chữ trắng cho chị Kim Khánh Lê nè. Kim Khánh Lê nè. Gấu tím cho chị Nụ Tầm Xuân. Đấy, chị Nụ Tầm Xuân có thêm rồi đấy. Mai đi đơn được rồi đấy. Nụ Tầm Xuân. Đấy. Thà ví dụ như thế này nè. Chị em mình á, gấu tím cho Nhật Nguyệt. Gấu nu cho Thu Huyền. Nhật Nguyệt Thu Huyền. Cái này Thu Huyền. Cái này Nhật Nguyệt. Thu Huyền nào đó. Thu Huyền từ từ. Chị Thu Huyền ơi cho em cái số điện thoại. Tại vì khách quen nhưng mà nhiều khách tên Thu Huyền quá sợ chốt đơn bị nhầm. Nên cho em cái số điện thoại. Nhật Nguyệt á. Áo Nguyên mang từ từ Nguyên tìm thôi còn hay không thôi. Giờ chưa thấy. Cũng một câu nói khách tự nhiên chốt đơn qua cái tự nhiên mới được có con. Thôi có con đi chi. Tốn tiền ship xả ra. Còn có chị là, em ơi có cái tôi để chị gom lại tối. Tự nhiên thế như vui vẻ hơn. Bây giờ Nguyên bản cho gom like hai like chứ đâu phải đâu. Có cái, chốt làm chi. Mua mít mà chưa được chốt đơn. Trừ đơn đi Sài Gòn, đơn đi Đồng Nai là bà mua cũng vô cái bao cam to hết rồi. Còn gấu hồng. Còn gấu hồng. Còn gấu hồng. Nhà Nguyên bản cho khách gom. Ví dụ chị em mình chốt được cái thì tranh thủ gom thêm cái like tiếp theo. Ừ, hết cọc này lên đồ bác xây đại nha. Lên mã gấu hồng, hết cọc này nhá. Ráng hết cọc này lên chị em mình đồ bác xây đại. Rồi lên luôn dược mã này đó, tặng gấu hồng. Tặng gấu hồng. Tặng quần 30k em gộp đơn cho chị. Ok, lên đồ bé giờ đây. Lên mã gấu hồng. Gấu hồng 79k luôn dùng Nguyên nhá, Nguyên còn mỗi gấu hồng. Ok, vậy Thu Hiền. Tại vì là khách Thu Hiền nhiều lắm luôn ấy. Thu Hiền nè. Rồi gì nữa ta? Ờ, riêng cái tên Thu Huyền cực kỳ nhiều. Vậy 5-6 chị tên Thu Huyền. Đấy, đây luôn những mã gấu hồng. Đẹp. Con này về hôm nữa chị em mình coi hơi mưa lạnh lạnh xíu nữa tìm hàng không ra. Đấy, cho chị Phạm Hồng Ngọc. Chị nào lấy gấu hồng lên. Gấu hồng luôn vừa Nguyên. Gấu hồng nhá. Chị nào lấy cái này lên cho mã tặng gấu hồng. Chị ơi, 62 ký đổ về, 62 đổ về là mang được. Hôm này mang trọng gấu hồng với Phạm Hồng Ngọc có rồi nhá. Rồi hôm nay luôn chị em mình bộ bé nha. Bộ bé đúng không? Lên bộ bé cho bộ bé nè. Sai gì sai đại à? Trai hai gái. Gấu hồng Thảo Huỳnh Nguyễn Tiên. Trai hai gái. Gấu hồng cho Vận Tải Ngọc Hải. Kèm luôn dùng Nguyên thông tin nha chị em mình ơi. Chứ ông đã bỏ công ra coi like rồi. Nguyên cũng chốt đơn rồi xong cuối cùng Nguyên phải xả đơn thì là lãi được đâu đồ đợt trước mua chưa đó. Chị ơi em không đổi qua đổi về nhá.
cấu hồng cho chị Thúy Phạm. Chị em mình chốt cái chuẩn vô hàng lên cực kỳ nhiều mã, cái chốt đơn trước sau sao vậy, mình thấy đẹp hơn, đổi không chốt nữa nhé. Gáo đen mà còn gái nữa hả? À lên quần đang mặc nữa hả? Gấu đen cho chị Giang Cao, gấu hồng cho chị Thu Huyền. Đen cho chị Giang Cao, gấu đen phía sau chị Giang Cao. Lại gái trước à? Lên gái trước, ưa gái thì lên gái trước. Ưa gái thì lên gái trước nha. À, gái trước, gái trước, gái trước, gái trước. Gái đây. Ưa gái có gái. Có tối này. 6 ký được không? Có trai gái gì cũng có hết. Được chị ơi, được nhé. Được vừa. Rồi lên nha chị em ơi, size 35kg đổ về này. Size 35kg đổ về nhé, 179k. Lên luôn dưỡng mã này là mã 85k. Có vàng chắc hết. Thấy kêu hồng rồi nha. Để xíu nữa ra coi một chút còn 32, 35 35 đây, 35 nhé, 85 85 nhé. Trời gái sang khẽ. Ok, chào anh xíu xíu nha. Rồi lên luôn dưỡng mã này. Chốt lên luôn dưỡng mã này là mã tặng dâu. Cảm ơn lên chưa mã tặng dâu luôn dùng nguyên nhé. Xa 35 này, tặng dâu 35 nhé. Dâu 35, gấu đen cho Thanh Lài Nguyễn. In gấu đen đi chặt bóc đơn sau. Gấu đen. Rồi lên luôn dưỡng mã này là mã dâu 85k luôn dùng nguyên nhé. Toàn bộ hàng 179k đi chị em mình. Hàng 179. Đưa quần cao lên từ từ. Áo bận trên người màu này em sợ không còn, màu này em sợ không còn nha. Rồi lên luôn dưỡng này có chị ơi, từ từ từng cái giao cho chị Nhung Hà. Quần quần dài ngoằng luôn nha, riêng cái này dòng này cho chị, cho chị mới gì? Nhung Hà này sao, Nhung Hà này. Nhung Hà này. Thứ có cái thôi nên là chị em mình tranh thủ nhé, cho chị Nhung Hà này. Cái này ri nhỏ này, để lên ri to trước cho chị em mình này. Size 2kg 22, bộ này hàng đắt hơn ấy, mua bạn bán dễ mà đồng giá luôn. Hàng này đi nhập vô cao hơn dễ mà nhá. Đi nhập vô cao hơn. Size 2 nhá, chốt mã hồng 22. Chị nào lấy hồng 22 lên hồng 22. Không có đủ nguyên ri đâu chị em mình ơi. Cái này thì riêng cái này thì không có đủ hàng nguyên ri đâu. Chốt lên luôn những mã này là mã 22. Áo gấu trừ không biết là còn cái gì nữa. 85. Size nhỏ 79. Dâu em hết rồi, chị nào lấy cái này lên xuân mã hồng size 22 dùng nguyên á. Su su 22 kìa. Su su nè. Su su 22 nè. Size 35. Hồng. Hồng size 35 dùng nguyên á. Đúng không? Hàng này như dòng năm ngót lên 205.000. Hàng 205.000. Rồi lên luôn những mã này là mã hồng, size này dành cho bé nhà mình. 35kg. Đây vậy chị về chị Trâm Hoàng để ý nè, 35kg là em hay đọc số 12 nè. Và chiều cao của nó là 1m46. 25kg có chứ, có nhưng mà nó đang xen. Chị nào lấy cái này lên cho mã hồng 35. Hồng 35 cho chị Phan Thị Tố Hoa. Phan Thị Tố Hoa. Nguyên lai đồ bé lẻ sai con mệt lắm. Phan Thị Tố Hoa. Rồi đồ này có hàng size to. Rồi lên luôn dùng cái này. Cái này một ri, cái này cute nè. Size 15. Size 15. Chị em mình cứ từ từ, nó còn đây Nguyên đang soạn ra đây nên là không được mã trước thì lên mã sau nhé. Còn bộ hai bộ để Nguyên coi hỏi sai gì chồng xíu xíu nhé. Chờ xíu 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 nha mấy Du ơi. Lên đang xen trai gái đi không, để chị nào chờ bé trai thì ngồi chờ lâu. Chị nào chờ bé trai, bé gái cũng ngồi chờ lâu. Đấy, còn hai bộ hồng đấy thôi. Còn hai bộ hồng đấy thôi. Bỏ qua bộ nào tiếp bộ đó thôi. 25, 25 có không? 25, 25. 23. Không có, không có. Cái này xây nhỏ này. Cái này xây nhỏ. Quần, em ơi, quần mặc xíu này em like con này. Quần này cứ up lên trang cá nhân ấy. Chắc mang sướng dễ sợ luôn. Ở lên trang cá nhân khách nhà Nguyên đặt nhiều nên là Nguyên chưa like. Ngày hôm qua không like tại vì để soạn cho khách xong đã. Rồi mới like. Rồi nha, lên luôn dưỡng cái này 18. Hồng 18, 79 nè. Hàng da cá này lại còn đắt hơn nữa chị em mình này. Nha, lên luôn dùng cái mã này 79k, size 18. 40kg không có chị ơi. 40kg không có, hàng này không có 40kg đâu. Maximum là 37kg. Em hai chốt đến 37kg, 18kg con này. Chị nào lấy cái này lên hồng 18. Nguyên đọc cái nào chị em mình chốt xây đó. Ủa, lộn này. Diễm Nguyễn này, Diễm Nguyễn khác à.
ai mà bé trai đến 40kg kia á. Diễn Nguyễn nào, Diễn Nguyễn nào, Diễn Nguyễn cái gì mà hay Diễn Nguyễn nào đây, cho 16 17, từ từ size 33 có ít vậy chị. Ờ cái nó chưa. Rồi cái này size 16 nè, chị nào lấy 16 79k lên luôn dùng đi. Chị nào lấy tròn 16. Sao nãy là size 18kg, tròn 16. Quân lên cả to cả nhỏ nha chị em mà nó. Bóc được cái gì bóc nhé. 16 nè. Hồng này là hồng 17 nè. Hồng 17 nhé. Size 30 cho hai gái, Nhật Nguyệt. Mẫu nào cũng được hai sao. 20. Hả? 20 chưa? Hồng 20 chưa? Rồi chị nào lấy cái này lên chung mã 17 nè. 17 này Diễn Nguyễn nào đấy ta? 25 đây nè chị em mình nè. Tròn 25, ai lấy 25 lên. Hồng 18 cho chị Vi Trao, Vi Trao. Cái này đâu 18, cái này 17 thôi. Tròn 16 nè, cho chị Kim Nhân Nguyễn nè. Kim Nhân Nguyễn nè, cái này 25 nè. Tròn 25 nè, tròn 22 thôi, cái này tròn 22, form này nó nhỏ. 22, chị nào lấy 22, tròn 22. À, rồi ok. Tròn 22 thôi chị ạ. Gái 14kg á. Từ từ chờ em xíu. Cái này 22 thôi chị em mình ơi. Cái này 22 thôi nè. Tròn 22. Form này nhỏ cùng. Rồi lên luôn dưỡng mã tròn 18. Ừ, tròn 18. Tròn 18. Tự nhiên thấy bóc xây to thì không dám mấy. Tròn 18. Tròn 18 luôn. Tròn 18 chị nào. Chị bây giờ cho lấy cái mã này không nè. 18kg. Cho 27 chờ một xíu. Có chị ơi, em đọc cái size nào chị em mình chút size đó. Trời ơi, cái bộ này size 2 37 có đấy chị. Em lên cái nào chị em mình chút. Không có 40kg đâu chị ơi. Nè, nè chị em mình nói size 2kg. Không có 40kg chị em mình đừng có chờ. Không có cái nào em chút đến 40kg đâu nha. Đừng có chờ mất công lắm luôn. Ủa, nãy giờ là Diễm BR. Diễm BR nha. Ok. Dạ. Rồi lên luôn những mã này. Hồng 17. Hồng 17 lấy cái mã này đúng không? Cho chị Lành Trần. Lành Trần mã này hồng 17 nè. Ok chị Lành Trần. Lành Trần này 79k. Rồi lên luôn dùng. Ôi con này xinh nè chị em mình. 22kg. 22kg nhé. Chị nào lấy 22 lên 22 luôn dùng nguyên nè. Những cái bộ này hàng đắt lắm luôn ấy. Tròn 18 cho chị Trinh Lê nè. Tròn 18 cho chị Trinh Lê nè. Đó, tròn 18 thì Trinh Lê nè. 18 Trinh Lê nè. Rồi chốt lên luôn dùng mã này. Size 2kg, chị nào lấy 22 lên mã mèo hồng 22 đi, cho nó dễ. Có chị ơi, em lên 22 đây nè. Hồng đậm 22 chị Huyền Anh. Huyền Anh nè, Huyền Anh nè. 17. Đang xen có cả trong này chị em mình ơi. Chị em mình giờ đừng lên trước là Nguyên không biết. 17, chốt mã hồng đậm 17 luôn dùng Nguyên á. Hồng đậm 17. Hồng đậm 17 là 79k. 17 là 79k dùng Nguyên á. Chị nào lấy hồng đậm 17, 79k luôn dùng Nguyên. Hàng này hàng đắt hơn nè, đi nhập vô giá cao hơn. 18, 17, 18. Ri này 17, 18 và 16. Mèo 25 không có. Không có chị ơi, cái này Nguyên có 17, 18 và 16. Còn bộ gái nào xây to? Bộ gái xây to, bộ gái xây to. 17, 18 và 16. Hoàng Thị Hải 22. Hoàng Thị Hải 22. Ôi cái này không có 22 hết rồi. Hồng đậm 18 cho Võ Thị Thúy An. Võ Thị Thúy An đây nè. Có chị ơi, 22 em hết rồi. Size bự đây nè. Size 25. Hồng kèm size cho chị em mình lên luôn giùm em chị ơi mình ơi. Hàng này đúng hàng 101, 102 không? Size 25 đổ về nè. Hàng này hàng 195k, không có size to chị ơi. Cái này lên luôn dưỡng mã đậm này có đúng một bộ. Size này dành cho bé nhà mình, không có 27 gì Nguyễn Trang ơi. Size này dành cho bé nhà mình 25 đổ về. Chị nào lấy hồng đậm 25 lên mã, quên lộn, xanh đậm 25 nhé. 25 đổ về. 25 27 đổ về là chốt đẹp. Lên luôn dưỡng mã xanh đậm 25 27 nhé. Xanh đậm 25 27 chắc đã lắm dạ mình ơi. Cái này size nhỏ rồi, chắc nè. Chắc nè. Cái này size nhỏ hơn nhé. Size 17. Chị nào lấy hồng 17 lên hồng 17 nhá. Nguyên lên đang xen thôi, khi mà hàng lên hàng lẻ size nó không có đầy size. Chị bé gái 17kg có nè, 17kg đây nè. 17kg đây nè, hồng 18 chị Trinh Lê có rồi. 17kg cái này chị Ái Văn Ngô có lấy hay không nè. Xanh đậm cho chị Su Su nè. Su Su ơi lên cho Nguyên thông tin đi nhá. In cái
lên luôn dùng nguyên thông tin in bill cái của chị Su Su lên thông tin cho em đi. Khách lâu lâu mới mua lên cả thông tin trên line luôn dùng nguyên nhá. Còn cái này chị Ái Văn Ngô lấy không? Ái Văn Ngô lấy báo em luôn dùng nguyên 79k luôn dùng nguyên nhá. À, cái hồi nãy là 85. Chị ơi chị Su Su lên thông tin cho em đi. Lên cả thông tin nhá, lên cả địa chỉ cho em trên line nhá. Lâu lâu mới mua khách lâu lâu mới mua lên cả thông tin trên line luôn dùm em đi. Nha, rồi tiếp luôn dùng nguyên con này. Size 32. 32 kg, chốt lên mã này là mã 32 luôn dùng nguyên này. Comment lên luôn dùng mã này là mã 32 kg luôn dùng nguyên. Hồng cho chị Kim Nhân Nguyễn này, hồng 18 17 18 cho chị Kim Nhân Nguyễn này. Kim Nhân Nguyễn này. Rồi 32 nhá. Like đồ bán này mệt lắm luôn ấy, like đang xem thôi. 32, chốt mã hồng 32 luôn dùng nguyên nhá. Hồng 32. Hồng 32 thì là 30 chút cũng được, hơi rộng xíu. 32 là 2, 32 đổ về, 32 kg đổ về, chị nào lấy hồng 32 lên hồng 32. Cái hàng này thôi lên nó luôn cho chị em mình luôn. 37 kg có. Cái này 32 cho chị Phan Thị Tố Hoan lên chị em mình 85.000, cái này cả size to size nhỏ. Cả size to size nhỏ lên luôn chung mã trai 25. Trai 25, 85k luôn dùng nguyên nhá. Trời ơi. Chắc con này thôi ấy. Ê, những cái dòng da cá tàu chị em mình mua. Nha, lên luôn dùng mã này mã 85 luôn dùng nguyên. Size này dành cho bé nhà mình 25 28 bé trai. Chốt mã xanh 25 28. Xanh 25 28 85 nhá. Xanh 25 28 và 85k luôn dùng nguyên nhá. 32 hồng em hết rồi. Hồng 32 em hết rồi, chị nào lấy xanh, xanh này xanh trai nè, 25 28 nè. 30 quay đầu nè. 32 quay đầu nè, 85k luôn dùng nguyên. 35 quay đầu và 37 quay đầu, 25 28 cho Thanh Lài Nguyễn nè. Đủ ri cái này là toàn bộ ri to. 20 có chị ơi. Thanh Lài Nguyễn nè. Thanh Lài Nguyễn nè. Rồi cái này toàn bộ còn size to nhá. Ok, Trinh Lê, Trinh Lê ba có cái nào có thông tin in bill, in cái thông tin ra đi. À, 28 cho Nhật Nguyệt. 28 chút rồi. 28 lấy 30 quay đầu đi Nhật Nguyệt. 30 quay đầu hả? 37 cho chị Phương Nguyễn nè. 37 cho chị Phương Nguyễn ngồi nè. Phương Nguyễn ngồi nè. Phương Nguyễn ngồi nè. Thế 37 nhá, mỗi thứ có đi. 32 cho chị Cúc Nguyễn nè. 32 cho chị Cúc Nguyễn nè. 32 cho Cúc Nguyễn nè. 35 cho chị Phục Huỳnh nè. Cúc Nguyễn nè. Phục Huỳnh nè. Còn 30. Ờ. Cúc Nguyễn nè, Phục Huỳnh nè. À, Nhật Nguyệt. Cúc Nguyễn, Nhật Nguyệt nhá. Rồi tiếp luôn dùng nguyên cái này thì là toàn bộ là lẻ. Không đầy ri nha, cái này không đầy ri. 25kg hết rồi, chở cái này không đầy ri. Cái này không đủ ri nha chị em mình ơi. Chị em mình lên kèm, lâu lâu mua hàng lên kèm luôn dùng nguyên cả thông tin. Ui, 37kg. Chốt mã này, cái này có một bộ thôi, à, hai bộ. Hai bộ nhá, một bộ 37 và một bộ 30. Ok, gái tiếp đây. Cái này chừa thêm cho Nhật Nguyệt bộ này. Chừa thêm cho Nhật Nguyệt bộ này. Nhật Nguyệt đủ 2 bộ rồi nhé. Hả? 85. Rồi còn 37. Chị nào lấy xanh 37. Xong cọc này em lại lên bé gái nha. Em lên một cọc trai, một cọc gái. Cọc trai, cọc gái. Chốt lên luôn dùng nguyên cái này. Comment mã xanh 37. Vẫn đọc số ký là số ký quay đầu nhé. Như ví dụ đọc 37kg là bé mình 1m52 vẫn mau ok. Trai 37 cho chị Nguyễn Trâm. Cái này chị Nguyễn Trâm. Nguyễn Trâm ok chị Nguyễn Trâm. Trai 14 quay đầu 79. Trai 14 79. Trai 14 79 nhé. Chị nào lấy trai 14 lên trai 14 luôn dùng nguyên 79k luôn dùng nguyên. Vàng. Vàng 37. Ok chờ em xíu. Lên cái gì cũng có để chị em mình dễ chút. Vàng 37. Chị nào lấy vàng 37 chút lên vàng 37 dùng nguyên. Lên mã vàng 37 nhé. Vàng 37. Vàng 37. Cam 14 15. Từ từ vàng 37 gì thư thái. Thư thái Quân đọc cái số ký đó chị em mình kìa. Cái số ký và chiều cao luôn đây. Đỏ 37. Đỏ 37. Đỏ 37 quay đầu. Chị nào lấy đỏ 37 lên đỏ 37. Toàn bộ hàng tát là của nó là 225.000. 225.000. Còn đỏ 37 chị nào lấy đỏ 37 lên đỏ 37 dùng đi. Chị em mình chọn màu đi, mất công Quân chừa lại chị em mình không thích màu.
nhiều chị khó rồi, cứ bảo nguyên chừa xong rồi cái thôi chị không thích màu đó thì rất là mất công. Cho chị thư thái, cho chị thư thái đỏ 37. Nên là cứ lên được cái nào chị em mình chốt được, cái gì chị em mình chốt mình không chừa nhá. Size 16, xanh 16. Không chị Kim Khánh, à, Kim Khánh Lê chưa. Xanh 16 nhá. Chị nào lấy xanh 16 chốt lên mã xanh 16 dùm Nguyên. Đỏ 37 vẫn hết rồi. Xanh 16. Xanh 16. 16 là 79k. Chị Taran không chọn màu hay là như thế nào? Đỏ 37 em hết rồi. Rồi lên luôn dùng mã vàng 30. Vàng 30 đổ về. Vàng 30 luôn dùng Nguyên nhá. Ai lấy vàng 30 chút lên mã vàng 30. Xanh 16 cho chị Phạm Thị Ly. Phạm Thị Ly ok. Đỏ em hết rồi nha. Lên mã vàng 30. Nguyên đọc toàn bộ là số ký quay đầu nha chị em mình ơi. Vàng 30. Vàng 17. Vàng 30, vàng 17. Và vàng... vàng 30, vàng 17 và vàng 16. Vàng 30, vàng 17, vàng 16. Chị nào lấy màu nào chốt màu đó. Và lên dùng nguyên con này, con xanh 17. Con xanh 17 nha. Những con xây nhỏ như thế này 79k. Những con xây nhỏ này không có đến 40kg đâu chị Ái Văn Ngô ơi. Không có cái nào đến 40kg luôn ấy nha. Nên là chị em mình đừng có chờ. Không có chờ nha. Không có tới đến 40kg đâu. Em chốt đến 37kg thôi. Toàn bộ em chốt đến 37kg thôi. Rồi lên luôn dưỡng mã tặng gái luôn dưỡng Nguyên. Xanh 17 đây. Cho chị Hợp Nguyễn. Trời ơi, ưa mấy cái bộ này dễ sợ luôn. Bao nhiêu lần. Này, cân chưa? Mang bẹt vai cũng được, mang lên như thế này cũng được nha chị em mà nói. Vậy xịn xò. Toàn bộ xây. Trời ơi, toàn bộ thun đài gái đây. Toàn bộ hàng đẹp hết, thun cấp tông, da cá nhưng mà toàn bộ hàng xịn. Vàng 30 làm gì có. Làm gì có vàng 30. Có lành lê nha, từ từ. Có, từ từ chờ em xíu. Từ từ chờ em xíu. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này. Một cách test size của cái này đó. Size 32 đổ về. Xanh 32 đổ về, cưng chưa? Mang bẹt bẹt xuống ngày cũng được. Gái 23 đến 25 để chị cái em. Từ từ chờ nguyên xíu. Chốt lên luôn dùng mã này. Comment mã này 32, xanh 32. Xanh 32. Chị nào lấy xanh 32 lên xanh 32 luôn dùng nguyên nhá. Xinh lắm chị em mình ơi. Đấy. Vào thu cái này mang thu, mang đông gì cũng được hết. Ok, để coi em coi có 37 em chừa nhé. Chị nào lấy 32 chút lên luôn dùng mã xanh 32 luôn dùng không. Thế xanh 32 chị ơi. Xanh 32 gì Phan Thị Tố Hoa. Phan Thị Tố Hoa. Ôi xanh 32 gì Phan Thị Tố Hoa. À, từ từ. Xanh 32 rồi chị Phan Thị Tố Hoa rồi đúng không? Chờ em chứ. Cái này toàn ri to ấy. Cái cọc này còn toàn cọc xây to ấy chị em mình ơi. Chị em mình cứ yên tâm, con sẽ lên đan xen trai gái và cả người lớn nữa. Nhà Nguyên gì cũng có hết. Không thiếu hàng, chỉ thiếu tiền thôi. Ba mấy? Ba mấy? Từ từ chờ Nguyên xíu. Không coi kìa. Đẹp lắm, cái bộ này nó đẹp lắm luôn. Dễ thương. Mang ra dạng công chúa ấy. Mang dạng tiểu thư ấy. Này xây cũng xây 32 rồi. 32 hồi nãy ai ai chưa có 32 lên lại 32 luôn dùng Nguyên này. Cái này không có xây nhỏ. Xanh 32 Nguyên đọc hết cái size nhá. Chị nào lấy 32 lên 32 đi. 32 kìa. 32 cho ai? Vũ Thị Ngọc Lan. Ai? Vũ Thị Ngọc Lan. Vũ Thị Ngọc Lan à. Đấy. Đấy. Từ từ để coi thử con. Cái này được cái năm. Hả? Bộ này đúng không? Ờ. Cái này nó đánh tự nhiên nó đánh sai ở bên này nên là đi coi nó khó. Size 25, 26. 25, 26 giờ Nguyên. 25, 26. Hồng, xanh 37 để chị. Không có đủ chị ơi. Cái này 25, 26 này. Chị nào lấy 25, 26 này. Chốt 25, 26 giờ Nguyên này. 25, 26. Cái này 25, 26 bà coi ai chốt chốt này để mẹ đọc hết cái size cho nó nhanh này. 25, 26. 25, 26 nhé. Cái này nó đóng cái tách sai bực mình chưa? Cái này cho chị Bông này. Bông Nguyễn này. Còn cái nữa. Sai gì đây? Sai 22, 25. Bông Nguyễn. Từ 25 đổ về. Cái này 25 đổ về. 25 đổ về này. Cho ai này? Cho chị Nguyễn Trang lên nãy giờ. Nguyễn Trang lên hồi nãy giờ. Nguyễn Trang lên hồi nãy giờ. Trời ơi. Ôi. Đây hồi nãy Nhiếp Hương mang cái này nè. Hơi hơi giống cái này nè. Xinh không? Xinh không?
hàng 225.000. 225.000. Chị nào lấy cái này lên chung mã hồng. Nãy nhím mang tương tự này nè. Comment mã hồng 32 nè, lên size Nguyên Đồng có size nhé. 32 nè, 35 nè, chốt mã hồng 32, 35 nè, 25, 27 nè. Ok. Và 37. Thấy chị Anh Đặng rồi. Xanh hết rồi. Lên mã hồng Nguyên Đồng lại cái size 37 quay đầu. Nói chung là từ 25 đổ lên tới 37 kg, lên size luôn, dùng cái này một ri thôi. 37. 35 cho chị Minh Tâm à. Phải đọc đi. 35 cho Minh Tâm nè. 35 cho Minh Tâm nè. 25 cho chị Phương Thảo nè. Đấy, cho chị Minh Tâm nè. 25 cho Phương Thảo rồi. 25 Phương Thảo. 32 Vũ Ngọc Lan, chị Trinh Trần sao rồi? 32 Vũ Ngọc Lan mạng chậm quá. Vũ Ngọc Lan vì hạng này thứ có cái Vũ Ngọc Lan. Mã hồng xanh, không có cái này vẫn còn 37 thôi. Vẫn còn 37 thôi chị em nè. Xinh chưa? Hàng 225, à, cái này 239.000 nè. Còn 37. Hay 37, chị nào có bán mình 37 chút. 37 35 kg mang cũng được chị nè. 37 đổ về 35 kg chút được nha chị Mỹ Lê Đoàn ơi. Nha, chị nào lấy cái này lên 37 ok thì em chừa. Cái này đến 1m52 vẫn mau ok. Xây to á chị ơi, cái này hết xây nhỏ rồi. Không được à. Gấu đen, in cho chị ấy cái gấu đen, chị Thúy Phạm cái gấu đen. 37 cho chị Trang gì đây? Trang gì đây, kèm luôn dùng nguyên cả thông tin ấy. Trang Lê. Trang Lê lên cho nguyên cả thông tin đi Trang Lê ơi. Ha. Trang Lê lên thông tin dùng nguyên đi nha. Lên luôn dùng nguyên cả thông tin, lên luôn dùng nguyên. Cái này xám này như được còn vài ri chị em mình cứ lên đơn luôn dùng nguyên này. Có ngày mai nguyên bắp này. Cái này còn được vài ri nè. Trang Lê lên thông tin nha. Được 3 ri hay 4 ri cái này. Trang chị em mình lên. Lên thông tin dùng nguyên á. Cái này được 2 3 ri gì đấy. Nên thôi cái này giờ đi bắp lâu lắm. Chị em mình cứ lên ngày mai có sai nguyên bắp này. Nha, xe nhỏ 79. Xây lớn là 85. Hàng này tác của nó là 169.000. Chốt mã này là mã bộ xám luôn dùng nguyên. Lên luôn địa chỉ Trang Lê nha. Nha, lên luôn dùng mã bộ xám. Cái này trai gái gì mang cũng được thế chắc này. Giống như là bo rip. Chị nào lấy cái này lên chung mã xám kèm luôn dùng nguyên. Không, tại vì khách mới à, khách cũ đấy. Nhưng mà nhiều khi là trẻ mình đổi cái hình đại diện phát tiền không ra. Đổi cái hình đại diện phát là tiền không ra. Xám 35 cho in đi ba, cái này in đi ba, in đi ba mai có thì nguyên bóc nhé. Cái này chị em mình riêng cái mã này mai có thì nguyên bóc mà hết xài thôi nhé. Từ xe nhỏ tới xe to chị em mình lên cho mã xám kèm luôn dùng số ký. Tại vì nguyên thấy cái này được ok, okay. Cái này cũng thấy được vài ri nha, cái này cũng thấy được vài ri cho nó nhanh. Nó bây giờ đi bóc từng cái nó lâu quá. Chị nào lấy cái này lên cho mã xám kèm size luôn dùng, kèm số ký luôn dùng nguyên ok nhé. Đẹp lắm cái bộ này, trẻ mình nhớ năm ngoái là 101 hay 102 gì đấy. Hai bộ 37 ký là màu gì? Không chọn màu thì để nó chừa nhá. Rồi chị nào cứ lên luôn dùng mã này là mã 37. Chắc là có sai từ trên xuống dưới là có. Lên trước có trước nhá dẻo mà nó. Nhá cái này lên trước có trước. Nhá lên trước có trước chắc đã lắm nè. Nè, nè. Chị em mình nhìn nè. Nhìn nè. Ví dụ như cái tên Susu cũng là hình như là khách nhà nguyên của 4 người Susu nè. Có rồi nha. 4 người Susu nè. Minh Hiếu nè, Huệ Kim nè, Nguyễn Trang nè, Thu Hiền nè. Đấy, toàn bộ tên là tên lập hết trơn ấy. Ok, Nguyễn Trang có nha, rồi nên nha. Là chị em mình cố gắng, ví dụ ấy kèm luôn dù nguyên. Cả cái số điện thoại nữa. Dễ bị nhầm lắm nhá. Được chưa, bộ này chắc đẹp lắm chị em mình ơi. Chắc đẹp lắm, con kéo lại cho chị em mình xem. Nè, giống như là dòng Boris ấy. Giống như dòng Boris. Ok, chị Bi Châu. Cái này trai gái gì mang cũng được hết. Riêng cái dòng này trai gái gì mang cũng được hết. Được chưa, chị nào lấy cái này lên cho mã sáng kèm luôn dùng nguyên số ký. Không, bộ này bộ bé chứ. Bộ bé chứ. Và đến 37 kg thôi nhá. Từ 14 đến 37 kg chị em mình chốt lên cái mã này nhá. Từ 14 đến 37 nhưng mà chị nào lên trước bóc sai trước nhá. Không tới 40 kg đâu. Mình chốt đến 37 cho bé mang cho nó ok nha. Được chưa? Size nhỏ, size dưới 20 á là 79, size trên á đến 37 là 85.000 nhá. Bộ này toàn trẻ mình biết mua được hàng này vì là hàng, ví dụ như đưa vào siêu thị xong nó ra nó lại sai. Chị Thanh Hồng đi đơn rồi. Của chị đi đơn rồi đấy, năm cái chip của chị đi đơn rồi. Nhớ bù không? Nhớ chốt đơn bù không? Nha. Không có 54 kg người ơi, bộ bé. Khổ đi cầm cái bộ size xíu xíu thôi. Vậy Kim có rồi. Bộ này là bộ size bé chị ơi, không phải là bộ hàng lớn đâu. Không có hàng lớn nhé chị em mình ơi. Kim có rồi nha. Hàng này là hàng con nít. Hàng con nít nha. Hàng bé không phải hàng lớn đâu. Hay có cả đậm cả nhạt.
45 kg chắc không có đâu chị ơi, chút đến 37 mà chắc cái bộ này rất là đã luôn chị em mà nói. Hàng này là 5 gói. Áo gió sau lưng này nguyên còn một size nhỏ thôi. Size 12 kg á, size 10 à quên. À 12 kg, à, còn 12 kg, 14 kg hồi sáng chốt rồi. Nha, cái này trai gái gì mang cũng được hết. Nhá. Rồi ok. Nguyên qua mã này nha chị em mà nói thì được ít. Được ít. Rồi qua nhá, tiếp đi. Anh Hồng đặt tiếp mà. À đặt tiếp mà hả? Đặt tiếp mà thì để từ từ coi. Còn thì chốt, không còn thì thôi. À, cái này cute. Chị Phương Thảo đỏ đỏ ơi, coi chị có bán 14 kg đúng không? Chị Phương Thảo đỏ ơi, có bán 14 kg đúng không? Phát con này đi. Phát con này 14 kg đi, xinh chưa? Đây chị em mình thấy chưa? 229.000. À không, cái này em không còn size to, em còn size xíu xíu. Em còn size này dành cho bé mình tầm khoảng 22-23 kg đổ về. Hết, vừa nè. Nguyễn Thảo. Ok, chị Phương Thảo nè. Phương Thảo này. Chị nào lấy 6 cái lên 6 nhau, chị nào chưa chắc là đài đủ size hết nhé. 79 nha. Ờ, 79. Đài đủ size hết nha. Phương Thảo đỏ đấy. Phương Thảo cũng nhiều. Phương Thảo cũng nhiều. Chào ơi, con này là lụa nhá. Nè Nguyên đọc cái size của cái mã này nè. Xanh nè, tay bồng nè. Thảo Lan. Cưng chưa? Cưng chưa? Lên kèm thông tin luôn dùng Nguyên nha. Cái váy trên em đó. Cái nào không phải váy, cái này là bộ. Cái này là bộ. Rồi nhá. Quần con trai giờ em không có. Chị nào lấy cái này lên luôn cho mã xanh luôn dùng Nguyên. 30 nè. Không có chị ơi, 30 kg nè. Xanh 30 nhá chị em mà nói, xanh 30. Xanh 25 28. Xanh 25 28. 35 không có, chỉ có 30 kg quay đầu và 25 28 kg quay đầu nhá. Không có 36. Tự nhiên cái này được 4 cái và 2 size. 4 cái 2 size. Toàn size nhỏ, xanh 30 cho chị Vũ Thị Ngọc Lan. Cho chị Nguyễn Thảo. Đây Nguyễn Thảo cũng lên thông tin cho em. Vũ Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thảo. Bên đi. Anh Đặng. Anh Đặng là 25 kg. Và Lành Lê. Hai cái này là 30 kg nè. Hai cái này là 25 27 kg nè. 28 kg mang hơi ấy xíu nhé. Rồi hai cái này là size nhỏ hơn. Rồi nhé, sót được hai cái hồng. Được hai cái hồng. Size 37 và 30. Hồng 37 và hồng 30. Xanh hết rồi chị Nguyễn Thu Lan ơi. Rồi lên luôn dựng mã hồng. Xong cặp này lên bé trai xíu nha. Xen xíu bé trai nha chị em mà nói. Nha, rồi lên luôn dựng mã này. Chút lên luôn dựng mã này là mã hồng. Được hai con hồng thôi. Đấy, lai đồ bé nó chán lắm. Nó lẻ tẻ sai, nó chán lắm luôn ý. Trời ơi, nó ra mà kêu nhỏ nữa kìa. Hồng 30 cho chị Nguyễn Thảo. Chị ơi, chị Nguyễn Thảo ơi, lên cho Nguyễn thông tin đi. Lên thông tin cho em đi. Còn tại vì Nguyễn Thảo nhiều lắm luôn. Lên cả thông tin cho em đi. Rồi in đơn nhé. 30 em hết rồi, chị Nguyễn Thảo lên thông tin cho em đi. Rồi nhá, hồng 30 em hết rồi, còn 37. Còn con này 37 kg. Chị nào lấy hồng 37. 37 cho chị Phan Thị Tố Hoa. Chị ơi, chị cứ lên thông tin cho em đi. Vì Thảo Nguyễn nhiều lắm, em sợ bị nhầm đơn hết. Phan đơn nó nhầm đơn hết. Rồi 37 cho chị Phan Thị Tố Hoa. 37 cho chị Phan Thị Tố Hoa. Đây luôn cho em mình đôi trai nữa, cọc trai nè. Cọc trai, cọc gái, cọc trai, cọc gái nha. Cho khỏi kêu. Áo đen phía sau giống cái áo em mặc này chị nè. Đen phía sau là giống áo em mang luôn đó. Em nói như thế này mà chị em mình còn kêu nhỏ thì không biết là nó kiểu gì nữa luôn ý. Áo phía sau giống y áo em đang mang. Nguyên nói là vài ba hôm nữa nó lạnh lạnh xe xe xuống đi tìm con này không ra. Rồi lên luôn dưỡng mã này, mã tặng cam 30. Trời like được tiếng là. Đúng rồi. Ok, in cái đơn của chị, in cái thông tin của chị Nguyễn Thảo. Ủa tha, xám 35 cho chị Mỹ Phương Nguyễn. Rồi lên luôn dưỡng mã này là mã cam 30. Cam 30 giúp Nguyên nhé. 30 kg quay đầu. Cam 30 kg quay đầu. Xanh 17 hả? 35 rồi. Xám 35 là cái mã hồi nãy để mai soạn. 62 kg đổ về nhé chị Phan Huyền Trang. 89 là 25 28 cũng được hết trời. Hả? Lần ly ánh đạn. Số 89. 89. 25 cũng được à? Ờ.
Rồi lên nó dùng mã xanh 17. Xanh 17 nhá. Sao hôm nay lên ít người lớn đi chị em mình. Like đồ bé mệt quá. Like đồ bé mệt lắm luôn. Rồi lên luôn dùng mã xám này, 2528 này. Xám 2528 luôn dùng nguyên nhá. Xám 2528, xanh 17. Quần em mang còn chị ơi, cho chị Dung cao cái này. Quần em mang có xíu, chờ xíu xíu xong cái mã này em lên. Có để mai em chọn chị ơi, có sai em chọn. Chị nào lấy cái này lên chung mã xám size 2528 này. 2528. Con trai chị ơi. Con trai chị ơi. 35 chị Trinh Trần, từ từ chờ em xíu. Trinh Trần à. Bé gái chốt mệt quá, em thấy nó linh tinh lăng tăng sai mệt quá. 37. Lên bộ xám 37, bé trai nhá. Cam 30 cho chị Nguyên Thanh lên thông tin. Nguyên Thanh lên thông tin đi chị ơi. Nguyên Thanh lên thông tin cho em nha. Toàn bộ khách lâu lâu mới mua hàng lên thông tin cho em đi. Không nhớ được. Chốt lên luôn những mã này 37, xám 37 lên kèm thông tin cho em nhé. 37 thủy đổ. Giờ chị hỏi là em không biết. Chốt xong rồi hỏi là em không biết đâu, mai chốt đơn bao nhiêu bộ. Rồi 30, xám 30. Xám 30 nha, xám 37 nguyên hết, xám 30 lên luôn dùng nguyên. Thủy đổ lên không? À quên nha, Nguyên Thanh lên thông tin nha. Quần Nguyên đang mang lên luôn cho chị em mình là 79 nha, 79k xíu nó nguyên lên, có xây bự đến 60kg vặn mau, 62kg vặn mau ok. Trời ơi, xây nhỏ là 79, xây to là 85 nha. Rồi lên luôn dụng mã 30. Không nghe giá Nguyên ơi, chị ơi, xây nhỏ 79, xây to là 85k. Xám 30 có rồi nha. Xám 30 thì độ có rồi, còn 30 nữa nè. Xanh 17 chốt rồi chị ơi. Chị Ái Văn Ngô, cái này cũng còn xám 30. Xám 30. Áo gió phía sau xe nhỏ thôi. Đây là xám 30 nè. Xám 30 nè. Rồi 18. Xám 18kg. 18kg 79k. Xám 18kg 79k. Chị nào lấy xám 18 lên luôn dùng mã 18 79k luôn dùng em nhé. Rồi 22kg. 22kg. Xanh 22kg nè. Xanh 30kg còn được 2 bộ xanh. Bộ xanh nào nãy giờ mới có nè. Chị nào lấy xanh lên xanh dùng nguyên nhé. 22kg. Xám 18 cho Hồ Thủy Hằng. Xám 18 cho Hồ Thủy Hằng. Xám 30, xanh 22 cho chị Minh Tâm. Xanh 22 chị Minh Tâm. Minh Tâm. Còn xanh 30, còn xanh 30 cho chị Thủy Đỗ. Xanh 30 cho chị Thủy Đỗ. Xanh 30 cho chị. Không, cái áo này nè, đằng sau này nguyên toàn bộ còn xe bé bé thôi. Xanh 30 hết rồi. 30 giờ xuống đây. Cái này nguyên còn một bộ xám này size 2528, chị nào có bé 2528 chốt nè. 25 đến 28 cái này bé trai như chị em mình ơi. Quần dài lắm. 25 28. Từ 25 đến 28 cái mã xám, chị nào lấy xám. 25 28 chốt lên luôn dùng nguyên. Hai bộ này cute nè, cái này gái nhá. Gái size 14 này. Gái size 14 quay đầu. Còn xám size 2528 hết xanh nha. Chị nào lấy cái này lên luôn dưỡng mã này là mã hồng. Size dành cho bé nhà mình 14 quay đầu. Xám 2528 mã Thị Hoa. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này 14. Hồng 14 và hồng 14 luôn. Hồng 14. Hồng này 14 quay đầu, đọc toàn bộ số ký quay đầu như chị em mình ơi. 14 quay đầu. Ok, chị mã Thị Hoa rồi nhá. Hồng cho chị Kim Mộc Hỏa. Kim Mộc Hỏa 69, còn một bộ hồng. Chị nào lấy hồng lên hồng. Rồi lên luôn những mã 35. 35kg. Gái 35kg. Chị nào lấy gái 35 lên gái 35 nhé. Gái 35kg luôn dùng nguyên 85. Gái 35, 85. Chị nào lấy chốt nhanh tay luôn dùng nguyên nhé. Thêm bé trai 22kg. Em chưa chốt được. Chị ơi em lên đang sen đây nè. Hồng 14 cho chị Kim Nhân Nguyễn. Chị này hồi nãy dì Nguyên nó chưa lên thông tin à. Nguyên Thanh. Không lên thông tin cho em là chịu luôn. Bỏ thời gian ra coi like rồi không lên thông tin là chịu luôn. Chị Nguyễn Trâm. Bên nhà Nguyên Nguyên nói như thế nào nè. Chốt đơn không phải là cứ có thông tin là bên nhà Nguyên đẩy đơn luôn đâu. Bên nhà Nguyên trước khi ấy phải nhắn tin cho khách trước. Khách không rep không rep tin. Bên nhà Nguyên còn gọi điện lại nữa. Không phải là tự dưng cái là gửi có thông tin là gửi hàng đi luôn đâu. Mà hàng đi còn cho chị em mình có quyền kiểm tra hàng nữa. Nên là chị em mình chịu khó có thông tin, có đơn để kèm thông tin để người ta tiện liên lạc. 540 chị ơi.
Huỳnh Thị Thí Vi, 37kg không? Không chốt được bộ đàn. Cái này như là có sai. Ồ, bộ cam này 85k. Chị em mình lên nhanh cái nè. Áo ấm mấy gái hả chị? Từ từ. Cam 37. Có. Cam đây. Trời ơi, cái bộ này 85k. Gái cái này không? À, cái này áo không sao. Cái này là 79.000 áo đang mà. Cam này bé gái, à, bé trai nhé. Cam bé khủng long à. Từ 25 à, 37 hết rồi. Đến 3 37 hết rồi, còn 35. 23 cái này hơi rộng. Cái này tầm 25 nhé. Cam này tầm 25 đổ lên. Đến 35kg còn sai được đúng 1 ri thôi. Được đúng 1 ri. Cam 35 thì Thanh Thúy Nguyễn. Cam 35 cho Thanh Thúy Nguyễn. Từ từ cho em xíu. Giống cái bộ Thanh Thúy Nguyễn bộ này. 32 cho chị Nam Đỗ này. Nam Đỗ này. Nam Đỗ này. Chị ơi đừng lên cặp, em không dám chốt cặp đâu. Ví dụ như là Nam gì đấy, chị Nam gì đấy. Lên thông tin cho Nam gì đấy, lên thông tin. Lên cả địa chỉ, lên cả địa chỉ trên live luôn giùm em. Rồi nguyên còn một cam size 30 và cam size 25-28. 25-28 cho mã chị Hoa. Rồi còn 30. Chị em mình đừng chút cặp, mới không dám lên cặp đó chị em mà nói. Vì không có đủ. Cặp chị em phải lên đầu tiên kia. Mã chị Hoa. Còn 30 nha chị em mà nói. Còn một ri size 30. Chị nào lấy mã này lên cho mã 30 luôn dùng đi. Còn 30 thôi cho chị Tô. Tô Thí Văn. Tô Thí Văn. Tô Thí Văn hết cam. Tô Thí Văn hết cam. Cho chị Tô Thí Văn hết cam. Cái này chân này nhưng mà có 2 bộ thôi. Lên lưu dụng mã mũ 3 bộ. Mã mũ nha. Cao nguyên hết. Ok, trẻ mình cứ thẳng lên cho nguyên cả thông tin. Ôi mũ 17. Nguyên cái bộ hoodie nè. Á hoodie này không chị em mình mua bao nhiêu tiền rồi. 17kg nè. Ôi xinh chưa. 85.000 luôn. Có chị ơi, có. Xây nhỏ hơi bị nhiều. Mũ 23 à. Mũ 23 để mình coi. Không, mũ này 14 quay đầu nè. Mũ có 3, mũ 3 bộ xây nhỏ thôi. Mũ 18 à. Coi thử. Không có 18. 17 nè. 17 cho chị Thúy Lê nè. 23 cho Trinh Trinh nè. Trinh Trinh nè. Rồi còn 15. Trinh Trinh rồi còn 15. 15 thôi chị ơi, Trinh Trinh. Mũ à. Trinh Trinh à. Còn 15 mũ không có size to. Không có size to không chị ơi, toàn bộ size nhí nhí nè. Còn size 15 quay đầu, xinh chưa? Từ từ chứ. Cái này đến vô mùa thì cũng phải chốt được vài bộ chứ. Nha chị nào lấy cái này size 14, 15 quay đầu chị em chút đẹp xinh hàng. Chị nào có con có cháu mua về cho y mà. 245.000 một bộ. Hàng này 245.000. Nha, nguyên còn mũ này size dành cho bé 14 đổ về. 14 15 kg chút đẹp. Ui bộ này mà không mua phí lắm. Không có ai có bé, có con có cháu gì 14 15 kg à. Hàng 245.000 nè chị em mình nè. Hay còn nguyên tát này, mũ size nhỏ thì dễ mình lên cho nguyên cả số ký đi. Một bộ thôi. Chị nào lấy cái này lên kèm luôn dùng mũ 14 15, lên kèm số ký, không có số ký mình không biết đường nguyên chốt như vậy mà thôi. Ráng lên cho nguyên cả số ký. Còn không có số ký là bỏ qua nha. Lên số ký nha. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này. Cái này nguyên đọc trước cái size nè. Cái này size 16 nên có một bộ. Mấy? 14 à? Thảo Nguyễn nè. Thảo Nguyễn để ý là Thảo Nguyễn nè. Cái này nguyên có size đến 37kg. Một bộ duy nhất size 16kg. Còn lại là từ size 20 đến size 37. Pilama đây nè. Pilama bữa giờ chị em mình hỏi nè. Mũ hết nhé. Pilama nè. Cái này thì bé trai bé gái gì mang cũng được nha. Một bộ duy nhất size nhỏ thôi. Một bộ duy nhất size nhỏ nè. Cưng chưa? Hàng Pilama này nó đắt hơn 205.000. Chị nào lấy cái này lên luôn dưỡng mã này. Cái này riêng cái này trai gái gì mang cũng được. Họa tiết này hết nha chị em mình ơi. Nên là khỏi phải phân biệt bé trai bé gái. 25kg có đấy. 25kg có cho chị Phương Thảo. Cái này cho chị Phương Thảo nè. Phương Thảo nè. Cái này cho Trinh Trinh nè.
cái đó Phương Thảo nhá, cái này gì Trinh Trinh sale 79.000, 37 cho chị Huệ kia, 20 hết, 37 Huệ kia, 20 hết nhá, Huệ kia này, 37 cho Thúy, Thúy Trần, 37 cho Thúy Trần, 37 cho Thúy Trần, 20 em hết rồi nhá. Hai cái 37 à? Hai cái 37, 35, 14 hồi nãy cho chị Phương Thảo này. 14 chị Phương Thảo. Cái này trai gái gì mang cũng được, cái này bé trai bé gái gì mang cũng được hết, cái này chị Phương Thảo này. Phương Thảo size 14. Cái này hết size nhỏ rồi. Hết size nhỏ mã này nhé, còn size to thôi. Còn size to còn size 30 này. Size 32, 30, 32 và 35. 35 cho chị Minh Tâm. 35 chị Minh Tâm. Còn 30, 32 và 35 toàn bộ số ký quay đài nhé. Còn 35 nè, 35 chút rồi chị Minh Tâm nè. Cái này trai gái gì mang cũng được chị em mà nói. 32 nè, 30 nè, 30 nè, Mã Thị Hoa nè, Lành Nguyễn nè. Phải không dính này không chứ. Thôi ghi cái nó đi, 30 đây, 11, 12, 32 đấy, 32 đấy. Minh Tâm 22 mà. Minh Tâm là 35. Lấy size 10, 12, 11, 12 11, 12 bên ta. Rồi 30 Nguyên kéo lại từ từ chờ Nguyên xíu nhé. 30 Nguyên kéo lại xíu này. 30 cho chị Mã Thị Hoa và chị Lành Nguyễn này. Đây ghi 30 này, Mã Thị Hoa và Lành Nguyễn này. Mã Thị Hoa và Lành Nguyễn. Rồi còn 32, 32 lên lại dùng Nguyên. Chị nào lấy 32 lên lại 32 dùng Nguyên nhé. Cái này thì trai gái gì mang cũng được, họa tiết này hết, là họa tiết này dễ nè. Bé trai bé gái gì mang cũng ok hết nha. Còn một cái 35, á quên 32. Còn một cái 32, chị nào lấy cái này lên chung mã bi 32 luôn dùng đi nhé. Hàng 205.000. Hàng này dễ mình đi vào vào số này vào siêu thị thì nó rất là cao. 32 cho chị Thúy Lê. Không được hai bộ chứ. 32 chị Thúy Lê nữa nè. 32 Thúy Lê. Còn cái bộ nó sai mà. Cái này đến 37. Cái này 37. Hồi nãy chị nào đấy, hồi nãy shop chị nào 37 ký rồi. Lại sai lên mệt như thế đấy. Rồi còn 37. Còn 37. Hồi nãy chị Lành Nguyễn có chưa? Mã Thị Hoa với Lành Nguyễn. 37 à. Đây xe 37 đây, còn nãy đang cầm trong tay là xe 30. 37 chị Hồng Phụng. 37 chị Hồng Phụng. À đây, cái ri này là ri nhỏ à, từ từ. Ri này là ri nhỏ này chị em mình nè. Chị ơi để ý kỹ giùm em nghe, hồi nãy giờ bao nhiêu chị 37 không có, giờ phải lọc lại để like lại nó mệt quá đấy chị ơi. Cái này là ri nhỏ này chị em mình, từ 14 đến 18 kg. Trang Lê à? Trang Lê để từ em coi lại thử. Chị em mình coi like chút kỹ luôn giùm em nhé. Bỏ vô trong đóng giờ đi không mấy, đi sọc lại người ta không có hàng. Rồi lên luôn dùng cái này. 18 cho Hồ Thúy Hằng này. 18 cho Hồ Thúy Hằng, ba ghi ngồi bì trước ấy. 18 Hồ Thúy Hằng. Ghi 18 đi. Nguyễn Mi Mi 14 này. Nguyễn Mi Mi 14 này, 79k này. Nguyễn Mi Mi này. 14 cho chị Thảo Nguyễn này, thì Thảo Nguyễn nào đây nữa. Thảo Nguyễn ơi lên cho Nguyên thông tin đi. Thảo Nguyễn lên thông tin dùng Nguyên nhé. Thảo Nguyễn lên thông tin nè. 16 cho chị Kim Nhân. Sao ba không bấm đi. 16 cho chị Kim Nhân Nguyễn nè. Cái này không có xây to. Cái ri này xây nhỏ. Kim Nhân Nguyễn nè.
cho mẹ lên mượn cái với cái điện thoại là thọ đi. Cái gì Hồ Thị Thanh Hoa này. Hồ Thị Thanh Hoa. Từ từ em ơi, chị mới vô em có Pilama thì đây nãy rồi. Không có size to chị ơi. Rồi còn cái size 2 chị nào, 22. Còn một cái size 22. Em thấy chị Hồ Thị Thanh Hoa rồi. Còn một cái size 22, chị nào lấy size 22 chốt dùm Nguyên nhé. Chị ơi, cái này em còn mỗi size 2 đổ về thôi. Chị nào ưa thì chốt nhưng mà không chọn màu. Em bán tặng cho em 79.000, vẫn còn màu trắng, màu đỏ, màu vàng, màu xanh. Trắng, đỏ, vàng, xanh. Rồi còn 22, chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã 22 dùm Nguyên cho chị Minh Tâm. Cho chị Minh Tâm, cho xã mượn cái điện thoại đó. Cho chị Minh Tâm. Rồi tiếp nhá, lên ít bé trai nha chị em mình ơi. Lên cặp bé trai nữa nhá. Lên trai, lên gái, lên trai, lên gái. Rồi lên trai nè. Ok chị Minh Tâm rồi nhá, chị Minh Tâm có rồi chị nha. Rồi chốt lên luôn dùng nguyên cái này. Size 17, cam 17 nè. Lên mã cam 17 luôn dùng nguyên. 79. Cam 17, 79. Chị nào lấy cam 17 lên cam 17. Chị ơi, toàn bộ HD phía sau ấy là em lên luôn cho chị em mình nè. 79k con sale luôn. Ở đằng sau sao bóc chủ trước cầu thang có mấy con hết đi. K17. Chị nào lấy K17 chút lên K17 luôn dù nguyên nhá. K17 nè. K17 nè. K14 nè. 79 nha. K17, K14. K32. 17, 14, 32. Được chưa? Toàn bộ cái này ri nhỏ. 17 luôn. Chị nào lấy cam lên cam luôn dùng nguyên nhé. 18, đây là mã cam này chị em mình nè. Xây nhỏ là 79 nhé. Chị nào lấy cam. Cái này bé trai chứ bé gì chị. Cái này trai cái gì nữa. Chị Thảo Nguyễn ơi, lên cho Nguyên thông tin đi. Chị Thảo Nguyễn ơi, nãy giờ nó lên thông tin cho em đi. Để ra biết, tại vì Thảo Nguyễn nhiều lắm luôn. Lên thông tin cho em nhé. 18 cho chị K17 cho chị Nguyễn Bích Thủy nè. Đây in rồi nè, in rồi nè. 17 cho Nguyễn Bích Thủy nè. 32 đang không có, từ từ chờ em xíu. 32 đây. 32 là chị Cúc Nguyễn nè. 32 chị Cúc Nguyễn nè. Đây là Cúc Nguyễn nè. 17 cho chị Thuận Thu Trang. 17 cho chị Thuận Thu Trang mã này nhé. Thuận Thu Trang mã này. Thuận Thu Trang này. Còn 22. 22 thôi, cái này không có 32. 22 nè. 18 cho ai nè, 18 cho chị Dung Cao nè. 18 cho Dung Cao nè, cái này 18 nè. 18 Dung Cao nè. Cái này là size 22. 22 nhé, hết đi, sao không có size to chị ơi. Cái này 22, chị nào lấy 22 lên 22 luôn dùng nguyên, cái này không có size bự rồi. 22 nè, nguyên còn 22, 25, 28, có chị nào 25, 28 không? 22, 25, 28. 14. Rồi còn được 3 size của cái mã màu cam. Bé trai đây chị nè, chứ còn cái này là bé gì nữa. Màu cam nhé, không phải màu đỏ nhé. 14 nè, 25, 28 nè. Và 22kg đang còn 3 size. Chị nào lấy cam, lên cam kèm size luôn dùng nguyên nhé. Kèm 22 cho chị Khánh Trang nè. Kèm 22 chị Khánh Trang nè. Đây là size in rồi nè. Khánh Trang nè. 25, 28 cho chị Thuận Thu Trang nè. Thuận Thu Trang đây. 25, 28 Thuận Thu Trang. Rồi còn 14. Còn 14 thôi. Không có tông chị ơi, không có tông. Toàn bộ hàng 200 mấy. Riêng cái này chị em mình đừng có lăn xăng về chắc. Rồi còn 14 quay đầu thôi. Rồi lên luôn những mã xanh. Xanh này là xanh 35. Chốt lên xanh 35. Xanh 35 dùng nguyên nhé. Chị nào lấy xanh 35 lên xanh 35 luôn dùng nguyên. Đúng một con thôi. Xanh 35 đúng một con. Cái mã HD để Nguyên lên nó luôn cho chị em mình luôn. 25, 28 hết rồi, Nguyên còn một con xanh 35. Chị nào lấy xanh 35kg chút lên xanh 35kg. Đa HD phía sau, Nguyên sẽ quay cận luôn cho chị em mình to. Nhưng mà hiện tại Nguyên sẽ nhận đơn cho bé nhà mình đến 23kg xanh 35 cho chị Đỗ Văn. Xanh 35 chị Đỗ Văn. Chị em mình lưu ý luôn dùm Nguyên nè. 20 à chị ơi. 20 có đấy, nhưng mà nó đang xen trong này vậy nhá. Xíu này chị chốt vậy. Nên là bao nhiêu chị dặn em không biết được. Cái này Nguyên nói riêng trai gái gì mang cũng được hết, nhưng mà riêng mùa này tranh thủ chốt cho mình con mình một cái. Chị em mình thấy không, Nguyên bán 85.000 là bao rẻ rồi.
Nhưng mà cái này Nguyên còn mỗi size nhỏ, size 130 ngang với cho bé tầm khoảng 2-3 kg đổ về. 2-3 kg đổ về. Nhưng mà trẻ mình không chọn màu, còn các màu đỏ, màu trắng, màu xanh, màu vàng. Để trẻ mình nhìn đi. Toàn bộ ở trong của nó là lót nhung. Nhớ luôn dùng nguyên cái này là lót nhung nhá. Lên luôn dùng mã này là mã 79 thôi. 79 thôi nhá. Bây giờ trai gái thì nó cũng ngang ngang nhau thôi, bốc đại đi nha. Trai gái nó cũng ngang ngang nhau, chị nào kèm ưa ấy thì là Nguyên sẽ bóc lại cho chị em mình luôn. Không có 35 không có chị ơi. Nhìn kỹ luôn dùng Nguyên nè. Toàn bộ ở trong là lót nhung nhá. Hàng này hàng Quảng Châu nè chị em mình ơi. Chị em mình mua hàng thường không ấy. Hàng có tông thường không người ta bán chị em mình 100-120 rồi. Hàng này cũng size 85 xong lên luôn chị em mình, còn size nhỏ size 130 thôi. Ít size to lắm nên là Nguyên không chốt size to nhá. Nguyên lên luôn chị em mình mã này 79k kèm size luôn dùng Nguyên nhá. Trai gái gì cũng phát được con này hết. Trai gái từ 15kg, từ 12kg. Từ 12kg đến 23kg có size cái mã này. Mà riêng cái mùa này không mua được cho con mình cái này thì rất là tiếc luôn. Nha, Nguyên lên luôn chị em mình mã này là mã 79k, toàn bộ ở trong là nhung mịn nhá. Được chưa? Nhung mịn. Ok, Tô Thí Văn nè. Tô Thí Văn nè. Nhiều màu nhưng mà chị em mình không chọn màu. Có cả màu xanh đằng sau, có cả màu trắng, có cả màu vàng. Chị em mình không chọn màu đã ok đã lên. Còn chị em mình vừa giờ lên đây mà chọn màu đúng không chốt được nhá. Giá này thực sự là giá bán tặng rồi. Giá bán tặng rồi không chọn màu nha, cứ lên trai hoặc gái, Quân coi màu nào phù hợp cũng bắt thôi. Quân nói giá này chị em mình đi quanh Facebook không có ai bán được luôn, giá 85.000 đã không lên được rồi. 85.000 đã không lên được rồi. Ok chị Trâm Hoàng. Chị em mình không ưa màu gì chị em mình có thể bỏ ra nhé. Chị 24 có thì em bóc sau nhé. Ok chị Nguyên Thanh này. Nguyên Thanh chưa có địa chỉ này. 25 thì em chưa chắc nha. 25 em cứ in đơn nhưng mà có thì em bóc nhé. Phạm Hồng Ngọc, Kim Khánh Lê nè. Phạm Hồng Ngọc này. Phan Huyền Trang này. Ngọc Anh Trương nè, Ngọc Thanh Võ nè. Không chọn màu chị ơi. Chị em mình có thể lên trai hoặc gái thôi nhá, không chọn màu nhá. Em ở trên đường Hoàng Văn Thái. Nhận hàng cho chị em hai cái 2M, chị Nguyên Thanh nè. Nguyên nói không mua con này chị em mình cứ tiếp. Khách nhà Nguyên mua, bình thường Nguyên bán sale là 85.000. Có người mua 4 con hãm một lượt, 4 con hãm một lượt. Chị em mình đã mua cái dòng Hoddy này, chị em mình sẽ thấy nó rất là rẻ. Ok chị Nhóc Rồn. Chị ơi, chị Ngọc, chị Nguyên Thanh lên địa chỉ cho em chưa? Ok, chị Mai Xuân. Riêng size to thì Nguyên chưa dám chắc. Hình như riêng màu đỏ thì Nguyên còn size 35kg. Màu đỏ còn size 35kg. Ok, chị Mai Xuân. Nguyên nói là con này bao đẹp. Ok, chị Kim Khánh Lê. Nguyên bóc cho mình sợ cái màu trắng, cái màu gì nữa. 19 cho chị Nguyễn Hạnh. Ok, chị Ái Văn Ngô. Nguyễn Hạnh, Ái Văn Ngô. Hết đi là sale em mình 79k. Con này bao rẻ luôn. Ok, Đà Nẵng chị ạ. Đà Nẵng chị nha. Ok, cho chị Thảo Nguyễn này. Thảo Nguyễn này. Trời ơi, toàn bộ lót nhung hết. Nhưng mà chị em mình nói trước, chị nào mà đã 37 cái chắc hết rồi. Chị em mình đừng có chốt xong cái mai bắt đầu cho chị màu này, cho chị màu kia với chốt đơn xong rồi. Cho chị Thủy Tạ có nè. Có rồi con. Ok, chị Thủy Tạ. Cái mai chốt đơn xong, chốt cho mình cái màu gì đấy. Cho mình coi lại, chụp cho hình mình coi. Nguyên không có chốt kiểu đấy nhưng mà báo trước nha. Em coi chị Huỳnh Ngọc lên thông tin đi. Chị Huỳnh Ngọc lên thông tin đi chị ơi. Có thì em chừa nha. Nguyên nói trước nha. Không có cái kiểu mà mai cái chốt đơn rồi cái xong cái chụp hình cho mình coi thử chọn cho mình cái màu gì đó là Nguyên không chốt nữa đó. Nói trước cái có màu gì Nguyên chốt màu đó nha. Ok chị em mình có thể loại trừ màu. Loại trừ màu gì 30 thì em không biết còn hay không, chưa chắc nhé. Cho chị Thanh Hồng. Có thể loại trừ một màu gì đó nha. Còn chị em mình cứ chọn màu là Nguyên chịu. Kim Mộc Hỏa. Còn Nguyên quay vậy em không? Còn màu đẹp. Còn màu đẹp thôi. Còn cả trắng cả đỏ trong đó. Còn cả trắng cả đỏ trong đó. Nguyên nói là bả giá 79.000 không? Đi nhập sỉ như chỗ này người ta bỏ sỉ đi vô là 101-102 rồi. Vì cái này là lót nhung. Nhớ lại dùng Nguyên là lót nhung nhá. Ok nè, ok chị Nguyên Thanh. Nhớ lại dùng như là, nhớ kỹ luôn dùng lót nhung chứ không phải là cốt tông thường nha. Lưu ý luôn dùng Nguyên với nè. Ok cho chị Nguyễn Xuân. Thế rồi đúng rồi. Thế chị thích chị lên thôi. Em nói từ nãy giờ rồi mà. Vì đã là giá sale rồi.
Chị đi đâu mua được một con áo hoodie lắm, nhưng mà tầm giá này chị cứ thử mua thun có tông thường người ta mấy chị em mình rơi vào có tông mà đẹp tầm khoảng 100, 120. Đấy là cái giá thực tế chị em mình mua, chị em mình thấy rồi. Chị Nguyễn Thị Bích Thiệp có rồi đó. Ok chị Tô Thí Văn. Chị em mình thích thì lên thôi, nguyên đao bắt buộc đâu. Khách nhà nguyên khoảng như thế, vì giá này quá là rẻ. Ok chị Kim Mộc Hỏa. Nha chị em mình ok thì chị em mình đã lên nhé. Đừng ngày mai xong, chốt đơn xong cái là bắt đầu là chụp cho mình coi thử cái màu gì. Vì thực tế là đến lúc chốt đơn là nhân viên cứ thế có bao nhiêu món là nhân viên chốt thôi. Không có màu tối đâu chị ơi. Không có màu tối, nãy giờ chị có thấy cái màu nào tối đâu. 3332 cái em chưa chắc nhé. Lấy gấu đen này, gấu đen cho chị này. Đúng rồi, em bán như thế đó chị. Chị mua được, chị mua thôi. Nha, hàng khách nhà em vẫn như thế. Cứ lên bé trai bé gái quan trọng thôi. Vì là giá này không ai bán được rồi. Rồi lên luôn những này. Chị ok thì chị chốt thôi. Rồi lên luôn những này 16kg đổ về. 16kg đổ về 79k. Chốt mã này là mã phối 79. 16-17kg là mang ok. 16-17kg là mang ok. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhá. Chốt lên mã phối 79. Rồi lên luôn chung mã xám. Chị Đặng Mỹ Diệu hồi nãy cái áo này màu đen. Màu đen. Màu đen, gấu đen. Rồi lên luôn những mã này là mã xám. Thấy chị em mình cứ hai mua hàng hết đi là chị em mình biết cỡ tầm giá nó bao nhiêu. Và giá này nhiều khi là đi 1/3 giá ngồi cũng có. Rồi cái này 15kg quay đầu. Chị nào lấy cái này lên luôn cho mã phối cam này. Nhầm, phối cam này 16kg thôi. À rồi ok, xong cái con này Nguyên lên luôn. Rồi xem 14, chị nào lấy phối lên phối luôn dùng Nguyên nha. Cái này không có 26kg đâu chị ơi. Để con lên cái mã quần Nguyên đang mang. Phối 79 cho chị Kim Mộc Hỏa mã này đúng không? Kim Mộc Hỏa. Còn đó chị, còn đang xem. Phối này lên nhìn nhiều xíu nha. Lên nhìn nhiều xíu chị em mình nhé. Chị bé chị ngủ rồi. Chị bé chị ngủ rồi. Lên nhìn nhiều xíu. Rồi lên con quần. Cái này có trên trang cá nhân bao nhiêu chị đặt. Nên là ngày hôm qua không dám like. Ngày hôm qua không dám like. Trời ơi. Con này là mì hàng. Cái nào mà chị nào riêng nè. Đùi to nè, mông to, mang con này rất là ok luôn. Cái dạng của nó là dạng nhún như thế này. Của kiểu của nó là dạng nhún như thế này. Nên là giấu cái dạng là che khuyết điểm ấy. Che cái đùi to nè, che cái mông to nè. Con này ở ngoài người ta đang chạy cho chị em mình sale. Giá rẻ nhất, giá sale mà rẻ nhất cũng là 89.000 con nha. Cái này con lên luôn cho chị em mình luôn. Chị em mình mua 2 con. Cam hết rồi chị ơi. Cái này con đi cho chị em mình 76 này không có 25 chị ơi. Không có 25 đâu chị Anh Đặng ơi. Con này chị em mình nên mua một con. Cái này Nguyên chạy cho chị em mình ưu mì hàng. Để lên để chị em mình rồi. Cái này hôm qua khách hỏi nhiều quá luôn. Trên trang cá nhân tại vì up cái mẫu này lên. Từ từ. Có đồ bộ bé gái 30kg. Còn đấy chị xíu em lên. Nhiều chị vô kiểu cảm thấy bất thường nè. Vì không được chọn màu. Giá này biểu chọn màu nữa thì em biết chọn kiểu gì nữa. Giá em đã sale như thế này mà chọn màu nữa, sale kiểu gì nữa, lên kiểu gì nữa nha. Rồi lên luôn dụng mã này. Cái này có nhiều kiểu đai lắm chị em mình nhá, toàn bộ là đai to chị em mình nhìn này. Dòng này dòng u mì hàng, con này nó thực sự là chạy bao nhiêu cũng hết nè. Mùa năm năm ngói cái dạng kiểu như thế này, khách nhà Nguyên có người mua hẳn 5 con. Cái này mà chị nào to to mang con này đẹp lắm nè. Đấy, lên luôn dụng mã này. Cái này gọi là tomboy đấy, mì dán boy đấy. Còn đồ bé trai còn đấy chị ơi, em lên sang cái tới cái hết cái mã này là Nguyên qua luôn cho chị em mình lại đồ bé. Quần sinh nhiệt còn chị ơi, quần sinh nhiệt em còn. Còn lên luôn chị em mình mã này. Lên đó luôn chị em mình là 79k nhé, chị em mình mua 2 con còn 150 2 con. Lên cho Nguyên cái số ký. 62 cái vẫn mau ok. Mua một con 79k. À... đây chị ơi, lên cho em số ký nha. Lên mã này mã 79 này, cứ 2 con thì 79 một con ở 79 2 con kèm luôn dùng cái số ký. 2 con tính luôn chị em mình là 150 2 con. Là chạy 75.000 con thì chị em mình đi dạo đi. Đi dạo hết những con quần tomboy này đi. Thì là ai ra bán dòng 75 79 nha. Lên luôn dùng nguyên cái này, ok nè. Cho chị Mai Xuân con này. Chị ơi chị Ngọc Thanh Võ lên lại cho em số ký với nhiều cho chị Bông Nguyễn con này, quần tomboy nhá. Cho chị Ngọc Anh Trương con này. Cho chị Thang Kim 62 cái vẫn mang ok chị. Chị Lê Dung là mấy ký quên em quên. 5 mấy ký, 55 hay 57. Cho chị Trang Lê đang mẹ in rồi.
trang lê nè, áo khoác gu à, size M cho chị Phạm Hồng Ngọc. Ok chị Ngọc Thanh Võ 58kg, Thủy Tạ 55kg, Trâm Hoàng 60. Cái này 62 cái chị em vẫn mang được. Tuy nhiên này chị em 62 chị em vẫn mang ok luôn nhiều nguyên. Đẹp lắm luôn, có nhiều bo lắm. Nhiều bo lắm. 60 rồi, nay lên 60 rồi, mấy hồi có thấy năm mấy. Chị Trâm Hoàng in rồi đúng không? Thưa chị Lê Dung. Ok nè, chị nào lấy cái này lên chung mã này là mã tomboy luôn dùng nhé. Đẹp, con này đẹp lắm chị em mình ơi. Ok nhé. Chị Băng Nguyễn có rồi chị ơi. Cái này có nhiều bo, chị em mình phát hẳn hai con đi. Hai cái cho chị Nguyên Nguyên cà rốt nè. Save M chị Phạm Hồng Ngọc có đơn rồi chị nhé. À, cho chị nhóc ròm nè. À, ok chị Khánh Linh lấy size S là ok. S, M, L, XL như ở phone này nó bự. Mới nói chị nào đùi to bông to lấy con này mang rất là sướng. Hai con sinh nhiệt cho chị Vi Châu 55kg đúng không? Rồi ok nè. Đang mở cho chị em mình vài cái bo. À, đang mời cho chị Phương Thảo nè. Mời quần này là quần tomboy. Chị em mình cứ mua xong cái thử dạo đi. Dạo đi là người ta bán giá bao nhiêu nhá. Và chạy là chạy ô mì hà. Nhiều chỗ có đợt khách nhà Nguyên dòng năm ngó chạy mua con này xong. Thang ngồi người ta không bán cho chị Phương Nguyễn ngồi. Người ta cũng bán cái chị em mình năm ngó là chạy dạng như thế này là có cả cặp đá là 89.000. 89.000. Thì là khách mua ở ngoài cũng dòng cũng tầm ngang giá, nhưng mà có chị mua phải là hàng không có tông. Không có tông về nó ra không có ra form tomboy này đâu. Nó thủng thủng không ra cái gì cái đi đạp lại. Đi đạp lại mang giống như quần legging luôn. Cái khách thực tế khách lên nhà Nguyên đạp lại mang ôm như là quần legging luôn. Từ từ áo phối có 3 size 32 kg. Mã nào chị ơi? Nè, toàn bộ là cặp to hết như thế này. Đẹp lắm luôn chị em mình ơi. Riêng cái dòng này chị em mình tranh thủ mua đi. Nhá, tranh thủ mà mua con này đi. Chị nào lấy cái này lên xong mã tomboy. À, không phải là thun chị ơi. Không phải là thun, u mì hàng. U mì hàng chứ không phải là thun nhá. Thun thì đã không nói tới rồi. Mình chạy cho chị em mình là u mì hàng. Thì chị Linh Nguyễn xây lờ. Mang con này, mang thử con này đi chị em mình ơi. Thôi anh Linh Nguyễn có rồi. Cho chị Thu Hiền đứng. Đây nè, Thu Hiền rất là nhiều nè. Phương Nguyễn cũng nhiều nè. Đấy, khách nhà Nguyên trùng tay nhiều lắm luôn. Nè, Thảo Nguyễn cũng nhiều nè. Quần tomboy cho chị Nguyễn Ninh nè. Ok chị Nguyễn Ninh, chị nào lấy quần tomboy lên quần tomboy. Thế là Nguyên lên rồi đó nha. Lên rồi để chị em mình kêu là không lên nha. Lên rồi nha. Rồi tiếp tiếp cậu bé nữa nè. Cái này thì là Nguyên sẽ có size ok đi cha có rồi nha. Thầm nhìn cái phần nhìn cha. Đây tiếp luôn dùng Nguyên cái mã này. Lên luôn dùng Nguyên mã này. Ok chị Phan Thúy Vi. Phan Huyền Trang. Ok chị Phan Huyền Trang. Áo hết đi còn size bé chị không? À, em in bill nhá, nếu như mà còn thì em bóc nha chị Lê Dung nha. CM cho chị Phương Nguyễn có rồi, Phan Thúy Vi có rồi đúng không? À, nếu như mà còn thì là Nguyên sẽ bóc. Size nè, Nguyên có size 16 nè. 16 nè. 18 nè. 25 28. Thanh Lai Nguyễn 2. Bé trai 20 chị nha. Ok chào em xíu chị Nguyễn Sam ơi. Còn đấy, còn đấy. Xong xong lên chị em mình mã sọc này đã. Ok chị Nguyễn Thanh. Chị em mình cứ thử mua con này đi, về con này về mang xứng, mang dễ chịu mà rộng rãi không phải là ôm ôm. Còn nó bơi boy, dán của boy vậy em mình biết dán boy là dán hơi hơi thùng thùng xíu. Hơi thùng xíu. Rồi lên luôn dù ui, cái này toàn bộ là theo này chị em mình ơi. Size nhỏ nha, 79k. Lên luôn những mã này là mã tặng theo luôn dùng Nguyên kèm luôn dùng số ký. Sẽ coi đằng trước coi còn cái áo dài tay này còn cái size nào không. Size 28 thì trinh trạng lên nhanh ghê. Đập này. 28kg cho chị trinh trạng đây này. Ok này. Không, cái mã này bà xã mang này, mã áo dài tay ấy. Chị trinh trạng này. Cái này chị trinh trạng này. Mã dài tay sao ơi. Ừ, ôi còn gấu vàng cho lên. Phố Trang có 32 Trinh Trần. Còn màu gì bóc luôn cho bà xã đi. Còn màu gì bóc luôn cho bà xã đi. Ok, Trinh Trần này. Rồi chị nào lấy cái này lên cho Nguyên mã sọc. À, Bảo Nhi 16kg cho Bảo Nhi nè. 16kg cho Bảo Nhi nè. Con này 16kg hơi rộng. Hơi rộng rồi. Hơi rộng rồi, bảo... à, hơi chặt rồi Bảo Nhi ơi. Đây cái này cho chị Thúy Lê, toàn size 25, 28 là nhiều. Cái này cho chị Thúy Lê, ok Thúy Lê nè. Ok chị Thúy Lê nè. Rồi bỏ đấy, bỏ đấy, bỏ đấy. Cho chị Thúy Lê con này.
thấy lên. Con này bị ôm rồi à, Bảo Nhi ơi. 85. Size này toàn còn size 25 28 thôi. Còn từ size 25 đến 28 kg thôi, không có size nhỏ hơn nha. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã 25 28. Cái này cho Bảo Nhi nè. Cái này cho Bảo Nhi nè. Bảo Nhi nè. Áo em đang mang là 79.000. Áo em đang mang 79.000 nhé. Rồi nè, còn cả size 17. Được được được. Đây đây, cái này nhất size hồi nãy, cái này size nhỏ, cái này size to có rồi nhá. Rồi nhá. Cái này đến 17 18 kg. 17 18 kg. À không, 79.000. 79.000 hàng này, con này 199.000. 18 cho chị Ái Văn Ngô con luôn. Ái Văn... ừ có size rồi, Ái Văn Ngô con. Tại vì cái nào hồi nãy size nhỏ bóc, cái này size nhỏ. Rồi cái này 18 kg nữa nè. Còn 18 kg theo hết. Cái này là dòng rip á chị em mình nè. Nó giãn lắm luôn ấy. Còn một cái 18, chị nào lấy cái này lên sọc 18 nè, sọc 25 28. 18 kg quay đầu nhá. 18 kg quay đầu, 16 cho chị Nguyễn Huệ Ruby nè. Nguyễn Huệ Ruby, 18 kg quay đầu, 15 kg quay đầu và 25 kg. 25 28 chị ơi, cái này không có 30. Từ 25 đến 28 kg luôn dùng nguyên nè, chị bóc ưa thì lấy. Nha, cái này nó giãn theo toàn bộ nè. Nha, chị ưa thì chị lấy. Chị nào lấy cái này lên xong mã 18 kg luôn dùng nguyên nhá. 18 kg để bóc ít bé. 10 quên lộn. 25 28. 25 28 18 cho chị Khánh Linh 25 28 rồi nè. 25 28. Hết rồi chị Phương Thảo. Ôi lên sâu rồi. 47 kg từ từ cho em xíu, 25 28 nè. Rồi nè. Cho chị Khánh Linh nhá. Nguyên còn 118, 28 hết rồi chị Ái Văn Ngô ơi. Hết rồi chị ơi. Rồi nha. Rồi nha, con này để lên kiếm chiếc vest chai cho chị em mình đánh. Kiếm cho chị em mình cọc vest chai. Chai mấy ký, chai mấy ký, chai mấy ký. Ở này 17 ký thôi. 17, 18. Cái này cute nè, vest chai nè. 17 và 18 ký. Chị nào lấy cái này lên chung mã báo 17 và 18. Ê, con này chấm xíu rồi. Con 17 kg này sale luôn cho chị em mình. Con 17 kg này lên luôn dùng nguyên mã này là mã 70 đi, tại vì nó cái này xíu này chị em mình giặt được. Xíu này chị em mình giặt được nè. Chốt lên luôn dùng mã này mã 70 nhé. 70 size 17. 70 size 17. Chị nào lấy 70 size 17 lên 70 size 17 dùng nguyên này. Đúng một con. Nha, cái này cute lắm chị em mình. 70 và size 17 chị em mình chốt ok. 79 size 18. 79 size 18, 70 size 17. Nha. Có chị ơi. Có. Áo con đang mang từ từ còn màu ấy. À 37 kg hả chị? Nó đang xen tùm lum trong này này, em bóc được từng nào, em bóc cái nào em lên cái đó đấy. Từ từ cho em xíu coi. Màu xanh này bé trai bé gái, bé gái. 17 cho Ai Văn Ngô. 17 này là 70k nghe. Nó bị chấm xíu rồi. Bị chấm cái gì về giặt ra được. Về giặt ra được cái chị em mình ạ. Xe 32 chưa thấy 35 đây chị. 70k. Xe 32. Chúc mã xanh 32. Xanh 32. Comment lên mã này, 17 hết rồi, còn 18. Còn 18. Chị nào lấy cái này lên chung mã xanh 32. Xanh 32 85. Xanh 32 85, chị nào lấy xanh 32 chút lên xanh 32 giúp Nguyên này. Xanh 32 và 80 20 đó, chị nào hỏi 20 nhiều nãy giờ không thấy 20 đấy. Xanh 17 nữa. 18. 18 79k chị ơi. Chị Nguyễn Hạnh ơi. Con này xanh 17 kg nè. Chị nào lấy cái này đem cho mã xá 17 kg luôn dùng Nguyên này. Xá 17 kg. 79k nha. 79k đó chị Nguyễn Hạnh ơi. Có hồi nãy một con bị dơ xíu nên là nguyên phêu bị em là giặt thôi. Con này là size 17 kg nè. Nha, để ý luôn dùng nguyên không đến lúc chốt đơn rồi kêu là cái này sao rồi tối bán có 70 nghìn mà giờ lên 79 nghìn. Ôi có con này nguyên bán tặng cho chị em mình luôn nè. Chưa thấy con nào 20 kg á chị em mình ơi. Để coi size là size L, size L, size L. Con size L và hai con size L.
13 con size L và 2 con size XL. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này. Chốt lên luôn dùng hả, tặng xịn luôn dùng nguyên. Cái này bán tặng nha. Chưa thấy 20kg đâu chị ơi. Mai có 20kg em chừa nhé. Soạn hàng ra có 20kg em chừa nhé. Trời ơi. Hồi nãy bỏ đâu rồi? Hồi nãy bỏ đâu xanh 32 rồi? Chốt rồi. Bộ à. Người ta chốt rồi. Hả? Người ta chốt rồi phải. Trời ơi, mua con này đi. Lên luôn dưỡng mã tặng xịn đi. Ờ, người ta chốt rồi. Nha, con này là dần u mì nhưng mà hàng công ty nha chị em mình ơi, chất đã luôn. Nhá, giống như là mì đây đỏ ấy, dần mì đây đỏ. Nhá, mình sẽ có size L cho chị em mình 57 đổ vị. Size XL, toàn XL có 2 con, XL đến 60, size L 57 đổ vị, còn đúng 2 size. Còn 12 con size L và 2 con size XL. Nhà bán tặng luôn cho chị em mình 69.000, chị em mình nhìn đi. Là hàng công ty nhá. Nó may, nó chằng, nó đè rất là kỹ luôn. Đây quay cặn luôn, quay thực tế chị em mình. Giống như là mì đây đỏ chị em mình hay mua ấy. Áo gió bé 23kg. 23kg giờ không có sao. Có một bịch áo gió mà giờ nó lộn xộn size nữa. Mai lên tiếp, lên quần size kèm size luôn dùng nguyên nhá. Tặng 69k nốt luôn. Vì hết lẻ tẻ size rồi. Hàng công ty dưới này size L, 2 con XL đây này. Nói con quần này chắc bao đã luôn. Là hàng công ty nha chị em ơi. Nó mai chằng đè nó rất là kỹ luôn. Hàng đi vô siêu thị là 190.000, 195.000. Phát giá của nó là 195.000. Bán tặng luôn chị em là 69.000 nha. Size L kèm size cho em đi, kèm size cho em đi, hai con XL thôi. Size L cho chị Mai Thủy, chị em mình mang con này à. Thôi đi làm thôi, sướng sướng luôn, giảm nhiều nhá, mang con này bao sướng luôn. 69.000, 69.000. Còn size L và size XL, riêng XL có hai con thôi. Lấy size đi nha chị em mình, kèm size, không có size không biết đường chốt đâu. Size L chị Ái Văn Ngô nha, cho chị Nguyễn Mi Mi. Nguyễn Mi Mi là size L. Nguyễn Mi Mi size L. XL cho chị Hà Đỗ. Đây nè, sao XL đây có 2 con. XL chị Hà Đỗ. Còn đây con XL, chị nào XL lên XL nốt luôn dùng nguyên nhé. Lên XL nốt luôn dùng nguyên. Đấy, xong lên bán tặng em một mẫu quần nữa. Này tối nhiều hàng lắm luôn. Theo cho chị Hồng Phụng một con. Hồng Phụng một con. Nhớ luôn dùng nguyên là hàng công ty nhá, chắc xịn sò luôn. Nguyên còn size L, một con size XL, chị nào lấy XL tranh thủ lên luôn dùng nguyên này. Chị nào lấy XL thì tranh thủ lên. L cho chị Thủy Đỗ. L cho Thủy Đỗ. Rồi nhá, chị nào lấy XL lấy XL và chị nào lấy XL lấy XL. 69.000 chưa bao giờ có giá. Ai vừa ngô có rồi nha. Chưa bao giờ có giá này cả. Rồi nha. Đây cái áo mình đang mang đây. Không thấy màu trắng chị ơi. Hiện tại thì là chưa thấy màu trắng, màu vàng hồi nãy chị nào hỏi màu vàng còn sót được 3 con. Màu vàng sót được 3 con. Lên mã gấu vàng 7 chiếc. Ừ, nhưng mà size nhỏ thôi em ơi. 52 cái hơi rộng xíu. Nhưng mà quần này dạng quần giãn đấy. Hơi rộng xíu. Rồi lên luôn dưỡng mã. Đây nè, hồi nãy bao nhiêu chị hỏi. Sót được đúng 3 con. Lên luôn dưỡng mã này, comment luôn xuống mã này là mã gấu vàng luôn dưỡng nguyên 79. Nhưng mà cái đó nó còn size nhỏ thôi, nó yên nhá. Em chốt thì em ấy trên like đi. Cho chị Kim một hỏa, đúng 3 con thôi. Nha, 79k. Con này mang nó thật sự chị em mình đến Tết, chị em mình năm ngó là đến Tết khách nhà Nguyên. Về quê ăn Tết rồi khách nhà Nguyên còn nhắn tin hỏi còn cái áo thun có tông chéo không. Đấy. Ừ được, 13kg được. 13kg được, em đặt luôn trên bài đi. Rồi mai soạn nhé. Chị nào lấy cái này lên xuống mã này là mã gấu vàng. Gấu vàng có cả gấu xanh này nữa nè quý vị. Lên mã gấu xanh nè. 79k gấu xanh. Ai lấy gấu xanh lên nhanh tay luôn dùng Nguyên. 79k luôn dùng Nguyên nhé. Trời ơi. Gấu xanh 79. Comment lên luôn dùng mã gấu xanh 79 cho xã cái miếng nước thì sao. Gấu vàng cho chị Trang Ly. Gấu xanh xin không 79.000. Còn bộ là họa tiết đẹp, họa tiết cute không à. Thay dạy mình đến 62 vẫn mau ok nhé. Chị nào lấy cái này lên cho mã này à, gấu xanh. Cho chị hai bộ bé 16kg. Ok. Gấu xanh cho chị Thuận Thu Trang. Gấu xanh cho chị Thuận Thu Trang. Rồi này, chị nào lấy gấu xanh lên gấu xanh nhé. Gấu xanh cho chị Nguyễn Ninh. Gấu xanh cho chị Nguyễn Ninh. Rồi ai chưa có gấu xanh lên gấu xanh 79.000. Còn gấu xanh gấu nu
Tốt xanh và gấu nâu, gấu đen thì chưa thấy. Tốt xanh cho chị Kim một khỏa. Tốt xanh cho Kim một khỏa. Trăng là không in được phiếu ta. Thấy giá rồi ta. Bị gian hồn rồi. Rồi nha, qua nha chị em anh ơi, qua mã đi. Qua mã đi. Có cái bộ này nó cũng sai mà nó còn có đúng một bộ duy nhất này. Nguyên. Chị Phương Thảo ơi, lấy không nè. Size 15 đổ về. Size 15 đổ về. 15 16 đổ về. Tu tay không nhưng mà có đúng một bộ thôi. Chị nào lấy cái này lên chung mã sao 79. Sao 79 size 15 16 đúng một bộ thôi. Ai lấy mã sao lên mã sao này. Sao 79 nè. Nguyên Thanh có rồi nha. Cái này lên chung mã xanh. Size 2. Xanh size 2 nhé. Chị nào lấy xanh 22 lên xanh 22 giúp Nguyên. Xanh 22 kg đổ về chốt đẹp. Nha, 85.000 size 2. 85 size hồng cho chị Ái Văn Ngô. Hồng này cho chị Ái Văn Ngô. Xanh size 2 và xanh size 18. 79. Ok nha, size cho chị Ái Văn Ngô rồi. Size 18 và size 2 cho cái mã xanh nè. Chị nào lấy cái này chị Phương Thảo sao rồi. Sao rồi Phương Thảo ơi. Rồi chị nào lấy xanh lên xanh luôn dùng nguyên được hai bộ màu xanh. Xanh 22 cho chị Mai Xuân. Xanh 22 cho chị Mai Xuân. Rồi còn xanh 18. Còn xanh 18, quý vị nào lên xanh 18 chút, xanh 18. Rồi lên luôn dùng mã xe, cái này có được vi nè. Rồi lên luôn dùng mã xe nè. Xe xe 16. Đây, xe đang mở ra cho chị em mình coi. Xe nè, xe 16. Con trai thì nó thích những cái bộ như thế này nè. Xe rồi khủng long, rồi siêu nhân. Chị nào lấy xe. Rồi ok, em bóc từ từ chờ em xíu. Chị nào lấy xe lên luôn dùng nguyên này. Cái nó gái đó, nhưng mà còn mỗi thứ còn cái lên mệt. Ừ, lên váy nó đi, cho sao kê cái váy nó lại đi. Xe xây 16. Xe xây 25, 28. Được chưa? Xe xây 32. Xe xây 30. Đấy, để đấy. Xe xây 37. Ai, nãy ơi, 37, hỏi 37 lên 37 nè. Bộ này mà nó không thích nữa thôi. Xe xây 35. 35 có 35 đây nè. 35 đây nè. 35 cho chị Thủy Đỗ nè. 25 cho Ngọc Anh Phương nè. 25 Ngọc Anh Phương nè. Chị Phương Thảo tối nay mạng chậm quá. 25 đây nè xã. 25 đây nè. 37 hồi nãy cho ai? 37 cho ai? 37 cho ai? Có ai 37 không? 37 cho chị Ngọc Anh Trương. Ngọc Anh Trương xe 25 mà 37 nè. Ngọc Anh Trương 12 lấy cái này hơi rộng xíu được không? 12 lấy cái dưới 15 thôi chứ không còn size nhỏ hơn chị ơi. Em còn không. Anh Trương là 2 cái đó nghe. Em còn nè, size này cho chị em mình, cho bé nhà mình 30. 30 đổ về. 17 em không. Mạng chậm thì em thấy chị toàn lên sao. Còn 32 và 30 thôi, chị nào lấy xe lên xe. Nha, 30 kg quay đầu và 32 kg quay đầu, ok hai bộ. Ok chị Ngọc Anh Trương là hai bộ đó xe. Nguyên còn 32 và 30 thôi, chị nào lấy mã này lên xe luôn dùng nguyên nhé. Comment lên luôn dùng mã xe luôn dùng nguyên. 30 và 32. Quay đầu là chút đẹp. Ơi 30 và 32. Hay 25 rồi Phương Nguyễn nha. Lên cho chị em mình ít gái rồi đi. Xíu xíu gái này lên xem cho nó có mùi nhé. Rồi lên luôn dưỡng mã này. Ôi giời ơi, size 22 đổ về. 22 đổ về. Tay này. 22 đổ về nhé. Chị nào lấy cái này lên chung mã nhí 22 đi. Nhí 22 kg nè. Chị nào lấy nhí lên nhí 229.000 nè. 22 kg đổ về nhí. Chị nào lấy nhí 22 lên nhí 22 luôn dùng nguyên đứng đây bóc cho nó nha. Nha nhí 22 nè. Nhí hồng size 17 nè. Nhí hồng size 17 nè. Nhí xanh size 2, nhí hồng 17.
Rồi lên luôn những mã này là mã nhí size 22 luôn. 22 luôn. À, gấu xanh 79 kìa sao? Gấu xanh 79 cho chị Lo Nguyễn. Nhí 22 chị Lê Dung. 22 cho Lê Dung. Nhí 14 kg. Cưng chưa? Cưng chưa nè. Tay của nó nè. Nhí size 14 đổ về. Chị nào lấy nhí 14 lấy nhí 14 luôn dùng nguyên. Nhí 14 nha. Rồi. Nhí 37. 37 nè quý vị ơi. Chị nào lấy nhí 37 lấy nhí 37 luôn dùng nguyên nha. Nhí 37, nhí 37, nhí 37. Hả? 14 cho chị Phương hả? Thì chắc là bị lỗi hồi nãy. 14 cho chị Phương Thảo ok nhá. 37 nè chị em mình ơi. Ai lấy 37 lên 37 dùng nguyên. 37 nè. Hồng 32. Hồng 32 nhé. Chị nào lấy hồng 32 lên hồng 32 giúp Nguyên. Hồng 32 kg nha quý vị. Cái hồng này được mấy cái đây nè. Hồng 32, hồng 30. Hồng 22. Thấy 14 rồi. 32 đây, 14 chút rồi mà. 25 không. 32 nè. 32 cho chị Xá Gia Linh nè. Thấy cái nào? 37 hồi nãy giờ gì chị hỏi mà không chút á. Hồng 32 nè, hồng 30 nè. Hồng 22 kg nè. Hồng 18 kg nè. Hồng 17 kg, chị nào lấy hồng lên hồng luôn dùng đi. Không có 25 chị ơi. Không có 25 kg, 16 kg nè. Thôi lên ít cho chị em cái cổ bi nữa hả? Bi 52 nữa hả? Thương quá đi, cái máy màu tím màu xanh này dễ thương chứ. Giờ lại không lên 37 á. 37 lại phí. Vậy hôm nào thì chị em mình lên này. Cưng chưa nè. Qua nhá, qua nhá, qua những cái mã này đi. Chút chạm lại tiếp. Chút chạm lại tiếp à, cho bà xã lên cái màu đỏ đô này nè xã. Từ từ, em có chăn váy cho bé 12 kg. Em đang không chị ơi. Chăn váy em đang không. 25, 28. Đây chị Phương Thảo lấy nè. 25, 28 màu đỏ đô nè. 25, 28 màu đỏ đô lấy chốt nè. Phương Thảo lấy nè. Đỏ đô 25, 28 luôn dù nguyên nè. Cái này 25, 28 nè xã. Đỏ đô xe 37 nè. Đỏ đô nhá, chị nào lấy đỏ đô 25, 28 nè, 37 nè. 35 nè. Đọc số ký quay đầu nhá, 30 nè. 32. Ai lấy màu đỏ đô lên màu đỏ đô nhá. 25 là cái gì kia mà khó nè. 25 ký á. Đây 35 ký đó chị. Cho chị kia một khóa lấy rồi hả? 35 ký có này, chị lấy đi. 30 nè, 35 đây nè. 35 chị Mỹ Lệ Đoàn lấy không? Mỹ Lệ Đoàn lấy không? 35 ký đây, một cái. Lấy thì chốt. 25 em hết rồi. 25 hết rồi nha, 37. 37, 35. 25 hết rồi Trinh Trần ơi. Rồi ai lấy nữa thì chốt nha. Hết size 25 nha chị em mình ơi. Còn xe 32, xe 35 và xe 37. Đấy, toàn xe bự đấy. Cái này còn toàn xe bự đấy. Rồi, lên mấy cái bộ lẻ này nè. Mấy cái bộ này thì mang hơi cực. Thứ có cái thôi nè. Đỏ đôi cho chị Thủy Lê. Không, phải không? 30 nãy cái này cho 35. Cái này 35, à 30 đây. Cái này bỏ lại đi ba. 35. 30 đây. 30 đây. 30 đây nè. Gái nha chị ơi. Gái nha. Cái này thứ có cái thôi. Nên là chị em mình tranh thủ thứ có cái thôi. Xe 15 quay đầu. 15 quay đầu. 30. 30 đỏ cho chị Nam. Nam đổ à. 35 cho chị Trinh Trần. 35 hồi nãy ở dưới sao? Chị Trinh Trần. 35 Trinh Trần. 30 lấy 32 quay đầu. 32 quay đầu cho chị Nam đổ này. 32 quay đầu cho chị Nam đổ này. Rồi còn 37. Ôi giờ 37 lại không có người chốt à. Size 15. Chị nào lấy 15 lên 15. 15 nè cho chị Hồng Phụng nè. 15 quay đầu 14 chút được nè. Cho chị Hồng Phụng nè. Cho chị Hồng Phụng. Đỏ đô á. Đỏ đô nguyên còn size 37 thôi chị ơi. Còn size 37. Thỏ hồng size 17. Cưng hề. Mấy bộ Bilama này giờ còn nó lẻ size nè. Bilama này thường là hàng đắt hơn đấy. 17 nè. Chị nào lấy thỏ hồng 17 nè. Phương Thảo ơi là Phương Thảo.
Rồi lên ông dưỡng mã vàng xe 32. Vàng xe 32. Không cần mở rồi nhá. Vàng này xe 32, chị nào lấy vàng 32 lên vàng 32. Đã đô 32 rồi, cái này cho chị Phương Thảo này. Chị Phương Thảo này, 14 cái chị Phương Thảo này. 15 ký này. Vàng này 32 nhá. Hồng này 14, 15, 16. 18. 22 cho cái mã hồng này. Pilama hồng này này. 22 đổ về. Chị nào lấy Pilama hồng lên Pilama hồng luôn dùng nguyên nhá. Vàng 17. Vàng 17. Tá tra hồi nãy có cái màu xanh đậm á chị. Có cái màu xanh đậm ấy. Hồng 14 cho chị Hồng Phụng. Em chưa cho chị Phương Thảo một cái 14 rồi đó nha. Cho chị Hồng Phụng này. Hồng Phụng này. Xe nhỏ là 79 nghìn. Em like hồi nãy giờ rồi. 18 xanh. Không có 25 chị ạ. 18 xanh 79. 15, 16 xanh 79. Cái này toàn xe nhỏ. 15, 16 xanh 79. Toàn xe nhỏ thôi. 14 quay đầu xanh. 25, 28 đây nè. Lấy không? Phương Thảo lấy không em chừa nè. 25, 28 đang có 1 nè. Lấy không thì em chùa nha, lấy thì báo nha. 25, 28 một con. Lấy thì tớ chùa, còn không thì tớ bỏ lên luôn. Bé trai thì là chị lấy, chị em mình lấy cái dòng này. Con này thì trai gái gì mang cũng được và có xây bự. Ok. 25, 28 người ta chốt rồi chị nha. Cái này trai mang được nè chị em mình nè. Nè cái này trai gái gì mang cũng được hết, con gấu này hết. Nha, 37 nè. 25 hết rồi chị Trinh Trần ơi. Chị nào lấy cái này lên chung mã bi. 37 kg nè. Bi 37 kg nè. Chị nào lấy bi 37 kg lên bi 37 kg luôn dùng nguyên nhé. Bi 37. Cái mã này thì là Quân sẽ lên luôn cho chị em mình, mã này là mã 7 75. Nha, cái này vải nó không được đẹp như những cái mã kia. Vải này nó không được đẹp bằng những cái mã kia. Mã này sẽ lên trẻ mình 75k nhé. Nhưng mà toàn bộ là hàng xịn hết. Nó không được dài bằng những cái mã kia. Mã này sẽ lên trẻ mình 75k. Có bé trai 12 với 8 à. Từ từ chờ em xíu. Mã này liền cũng lên trẻ mình 75 này. 75 xe 37 nhé. Ôi chào ơi. 75 xe 37. Hồng 22 hết rồi chị ơi. Ê. 75 xe 35. Ngô bua đi. Hả? Ủ đang tỉnh. À, để mai mà qua lấy cho chị Trang Lê nè. Từ từ, là ngô bua đi, ba Trang lấy chửi đâu. 32 từ từ chờ một xíu nhé chị ơi. Ngô bua ở dưới cầm mấy ngay. Cái này 35 này. Thôi, toàn bộ xây bự rồi. 32 cho chị Sái Gia Linh nè. 32 chị Sái Gia Linh nè. 32 nè. 30 nè, không có 17 rồi chị ơi. Toàn bộ xây bự, mã này lên mã 75. Không, được 32 thôi, không có 17 chị ơi. 25, 28. 25, 28. Cái này toàn ri to. Từ 25 đổ lên đến 37kg. Nha, mã này lên xuống mã 75. Giờ ngủ rồi, khuya rồi mà con. Không còn mua chưa? Không có 40 chị ơi. Xe đéo nữa à? Làm gì hồi sớm gì, làm gì có quên. Ờ, thôi mai mẹ qua để mẹ điện. 30 có chị ơi. Để mẹ điện, mẹ điện điện của anh kêu là để cho nhiếp. Con da là con cầm cái chi qua là con để mày nó. Còn chứ. Cái dù nữa. Cái nào không còn còn xây to. 25 cho chị Mai Lê. 25 cho chị Mai Lê. Ờ, xe đạp phải lấy về rồi. 25 cho chị Mai Lê. 25 Mai Lê nè. Có chị ơi, có chị Hoa Cỏ ơi. Rồi nhá, cái này từ 25 đến 37 ký có sai. Mã này lên mã 75 nhá. Mã này thì lên luôn dùng. Mã này mã 75 dùng nguyên từ xe to tới xe nhỏ rồi lên trẻ mình 75k. Trời tối rồi không có ấy được. Trời tối rồi không có ấy được đâu con. Màu xanh. Còn bé nám à. 25 xanh cho chị Lo Nguyễn. Vô đi lái sữa rồi vô lái chủ. Nay mẹ nói cô quán để lại cho nhím cho. Đây nè. Mai qua lái cái này cho chị Lo Nguyễn nè.
Loan Nguyễn nè. Rồi lên luôn những này size 17. Chốt lên luôn những mã này là mã gái 17 nè. Gái 17 qua nhanh xíu, lên bán tặng cho em một mã quần nữa rồi Ngân nhá. Gái 17, gái 16. 6 à quên 79. Sửa đi bàn á. Gái 14. Cái này cô ta nè. Gái 14. Cái dây tiền bàn này nè. Và gái 18, ai lấy cái mã này lên nhanh tay luôn dùng đi. 18 cái độ về có sai. Nha. 79.000. 79.000 xong mã này. Trời ơi, ngủ dậy mà ngấp nga ngấp dọc trời. 14 cho chị Hồng Phụng. 14 Hồng Phụng. Có đến 18 ký, cái mã này có ta đến 18 ký. À, 17 thì kia một khoảng, cái này không có 22. Cái này không có 22. 17 cho chị Kim một khỏa. Kim một khỏa nè. 14 cho xíu xá xị. 14 cho xíu xá xị. 14 đó 15 quay đầu. Xíu xá xị. Giờ con. Xíu xá xị. Ở ngoài đây. Rồi còn 17 ký quay đầu. Còn 17 đổ về đang còn một con thôi. Chị nào lấy 17 đổ về lên mã 17 luôn dùng em nhé. Còn được cái. À, Võ Thị Thúy An. Võ Thị Thúy An. Đang có. Bộ bộ như thế này thôi chứ xét gì nữa chị. Lá răng thùng á, cái thùng bên bên đi chỗ 19 cái giờ rất là ít chị ơi. 19 giờ rất là ít. Thế. Đó, thùng 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 sữa. Đi vô gần chỗ đánh ra. Cái này có xây bự nè, 35 kg nè. Gái 35, chị nào lấy gái 35 lên gái 35 luôn dùng nguyên 85. Gái 35 giúp Nguyên nhé. Gái 35. Gái 37. Gái 35, gái 37. Này xe bự này. Gái 32. Gái 25, 28. Cái này toàn bộ xe to. Gái 37. Chị nào lấy cái này lên mà gái luôn dùng nguyên kèm size. Từ 25 đổ lên đến 37. 25 đổ lên đến 37 nhé. 37 cho chị Hồng Phụng. Y cũng đang dục hết. 37 cho chị Hồng Phụng. Chị ơi giờ không có 22. Chị Lê Dung ơi cái này không có 22 nhá. Cho chị Hồng Phụng. Uống đi con xíu mẹ vô giờ. Mẹ ngưng like giờ đây. Uống đi. 30 cho chị Lê Dung này. Được bộ nhé chị Lê Dung ơi. 25 28 này cho chị nào mới quay thấy 25 28 đây này. Thùng Thu Trang này. Thuận Thu Trang này. 30 thôi chị Lê Dung lấy không? 30 lấy không chị Lê Dung ơi. 27 hết rồi. 37 cho chị kia một khoảng. 37 cho kia một khoảng. Chị Lê Dung lấy không? Ok đúng không? Rồi ok còn cái này cho chị kia một khoảng. Rồi lên luôn dùng mã trai size 30. Trai 30 dùng nguyên nè. Trai 30 85. Trai 30 85. Trai Lê Dung ạ. Trai 14 79. Gái 15 79. Gái 15 79. Gái 15 79 hàng tác con này là 179.000. Nha chị nào lấy gái 15 lên gái 15. Ơi. Anh chờ nữa. Cái này 22 nè, trai 30 gì thật. À ở trên đó nữa hả? À mẹ xíu. Cái gì thùng thuốc trang? Ok mẹ phải lấy hết bán à? Mẹ nhưng mà cô không mua à? Cô không mua à? Sai 22 này chị ơi chị gì ta? Chị Lê Dung. Lê Dung hỏi 22 chút 22 nè. 22 nhá. Chị nào lấy cái này lên chung mã hồng 22. Hồng 22 thế hồi nãy cái này còn một size 37 mà chị nào không có. 35 vẫn được cái chị em mình nè. Chị Khánh Trang có lấy không? 37 ký quay đầu thì 35 mang ok. Cái 22 cho chị phố chơi mà. Nhí phố hồng lên thông tin cho em. Phí phố hồng. Phí phố hồng lên thông tin cho em đi. Cái 37 này là 35 quay đầu là chút được. Chị Thảo Nguyễn Dầu lấy cái này không? 35 cho chị Thảo Nguyễn Dầu. 79 qua chị. À, màu xanh màu vàng xíu nữa mẹ bán hết luôn ý. Mẹ bán có tiền mua sữa nữa ý.
10, bộ này size 35 nè, 35. Bộ này lên cho em 85 luôn. Bộ này hàng đi nhập cao hơn nè. Nè, tin chưa? Size 35 này chị em mình ơi. Ai lấy cái này lên cho mã 635 bé gái nha. 65 gái, Nguyên có 1. 65 gái có 1. 79k nha chị Nguyễn Thị Bích Thiệp ơi. Size 35. Size 35 hết rồi. 635 cho chị Minh Tâm. Mày nói cô rồi. Mày điện cô rồi, sáng em biết rồi nhá. Rồi lên luôn dựng mã hồng. Mày nói cô rồi, mày điện quán kêu là chưa lại cho nhím rồi, 18kg. Ôi trời ơi, 18kg. Nha, chị nào lấy cái này lên mã 18kg 79k. Con này là toàn đi nhập đắt hàng nè, 185.000, 635 em hết rồi. Chị nào lấy hồng 18 lên hồng 18 đúng một con, 79.000. Ừ, từ từ mày bán hết đi. Chị nào lấy hồng 18 lên hồng 18. Ui, còn hồng 18. Bi hồng xây 18 luôn nè. Bi hồng xây 18 nè. Bi hồng xây 14 nè. Bilamai. Con bi đi. Còn cái này cũng Bilamai nhưng mà chắc của nó thun cốt tông nhá. Con đi đi. Cái kia là KT, còn cái này thun cốt tông nè. Xây 17 nè. Cưng chưa? Size 17kg nè, chị nào lấy bi size 17 lên bi size 17 nè. Thôi bao vô với em, đi cho bạn. Đi cho mẹ ít bì trong, mẹ la xíu. Size 14 chị muốn ngủ. Xinh dễ sợ. Để qua thử là út ngủ không. Ba dẫn nó qua đi ba, cho nó thấy được nè. Thôi chị Hồng Phụng cái này luôn cho các em. Thử con ra đi. Bi hồng 14 cho chị Huỳnh Hồng Nhung. Xe màu hò màu xanh à, cái này 18 rồi, cái này 17 rồi, cái này 18 luôn, cái này 15 quay đầu. Chị Huỳnh Hồng Nhung lấy chốt này. Huỳnh Hồng Nhung cái này nhé, ok thì em chừa nè nha, ok thì em chừa. Cầm mấy cái bộ này dài nặng chịch tay luôn, nặng chịch tay luôn. Thôi qua bán tặng cho chị em ảnh mã quần này nữa xong ngưng nhé. Rồi Hồng Nhung này. Ok chị Huỳnh Hồng Nhung này. Huỳnh Hồng Nhung 69 này. Ok nhá, bán tặng cho chị em mình một mã quần này nữa rồi Nguyên ngưng nhá. Huỳnh Hồng Nhung 79 này. Rồi qua nha chị em mình ơi. Qua một mã nữa. Bán tặng cho chị em mình một mã nữa rồi Nguyên Ngân nè. Con nghiền qua thử đi. Con nghiền qua thử cho view với ngủ chưa. Ngồi giờ đợi đi nữa. Để. Nhưng mà gì? Từ từ, bộ hồng hình gấu xanh. Bộ nào nữa đâu chị? Lên hết rồi. Vừa mà. 33 không có chị ơi. Rồi lên luôn dũng mã nè. Cái này giá bán càng cuối like nha. Áo giống nguyên mang là 79k nha chị Mỹ Mỹ ơi. Trời ơi, đẹp chưa? Giờ mà cái mùa này mà đi tìm những con quần dài mà dạng mì gạo này giờ tìm không ra, toàn bộ là theo hết nè chị em mình nhìn. Form đẹp chưa? Lên luôn dù cái này nhá. Bán tặng cho chị em mình cái này đài đủ size, chị em mình đến 60. Từ tầm 45 chị em mình đến 60 có size nhá. Toàn bộ là theo nè chị em mình. S, M, L, XL luôn dù Nguyên nhá. Nguyên lên luôn cho chị em mình, bán tặng cho chị em mình con này 59k nó. 30kg hả chị? Để em coi, chờ em xíu. Chị Khánh Trang à. Chị hỏi em không biết luôn ý.
bán tặng luôn cho dễ mình, con này 59k nốt luôn nè. Chị nào lấy cái này lên nhanh tay luôn, dùng S, M, L, XL. Trời ơi, mùa này phải tìm những con quần này hơi bị hiếm nhá. Size đi giùm em đi chị ơi, size giùm em nhá. Phan Huyền Trang có size hết. Phan Huyền Trang 69 nè. Ơ quên lộn, 59.000. Phan Huyền Trang màu xanh 59k thôi chị em mình nhá, bị lộn. 59k thôi. À, xây mờ cho chị à. Ngọc Anh Trương này. Xây mờ cho Ngọc Anh Trương này. Ngọc Anh Trương này. Chờ một xíu nhá. Ngọc Anh Trương này. 59 này. Chị Bích Thiệp xây S này. Nguyễn Thị Bích Thiệp xây S này. 59k nhá, để xây mờ con coi còn màu gì nữa. Nguyễn Thị Bích Thiệp này. Còn cái xe L cho chị em mình 57. Nguyễn Thị Bích Thiệp. Năm mươi chín k nha. Nguyên còn cái xây lờ, từ từ để Nguyên coi còn màu gì nữa không. Đâu lại bóc cái cặp này vô đang cầu một xíu xíu nha. Cái gì vậy con gái tôi ơi? Đây màu này còn một ri. Còn một ri ai chưa có để con lên lại nè. View XX nên là giờ làm biến nữa lắm cho chị Loan Nguyễn xây mờn. À, Loan Nguyễn xây mờn. Loan Nguyễn mờn. 59 cái lá xe XL chứ. Loan Nguyễn mờn. Tiếp ít Nguyên làm biến like lên đồ bán nữa quá. Đồ giày tay có đồ giày tay người lớn đấy chị, 59k bán tặng. 59k này. CM em hết, CS cho chị kia một khóa này. Kia một khóa này. Con này mà 59k là giá bán tặng cuối like nhé. Giá đó em không còn CS nguyên hết màu này. CS hết màu này rồi. CS hết màu này nhé. CM hết rồi, CXL cho chị à. Phí phố hồng. Phí phố hồng 59k này. Rồi còn hai cái CL 57 đổ về. Là 55 xuất được ấy. 46 cũng hết nhé. Còn hai cái CL màu này. Nguyên có màu này lên luôn cho chị em mình được 4 ri. Hết XL nha chị em mình ơi. Ngày mai đi vợ ơi, chị Lê Dung ơi, qua tới ngày mai đến giờ thì lên xíu ráng ráng lên xíu nào Nguyên luôn. Lấy màu này đi chị. Màu này em được 4 ri thì là mỗi size được 4 cái. Mỗi size có được 4 cái. Cái này em được 4 ri. Trời ơi cái màu này lại màu chì đi lại đẹp hơn nè. Đây chị em mình nhìn cái này là dạng mì gạo cho chị em mình ơi, đẹp lắm luôn. Từ mai trần đè chị em mình nhìn. Con này bán tặng chị em mình 59.000 thì ai bán. Hàng này người ta chạy 85. Hàng chạy 85 nha chị em mình ơi. Nhá chốt lên cái này là mì gạo. Lên luôn dưỡng mã này là mã chì kèm size luôn dùng nguyên bóc. 59.000 giá này giá bán tặng cuối like chị em mình theo dõi cái like ấy rồi. Giờ mua con mì gạo này ra giá 59.000. Rồi ok em in đơn cái mã này nhé. Mỗi thứ được mỗi size được 4 cái. CS nè cho Thủy Đỗ nè. Ủa cái máy giờ không in lại được rồi hả sao? À được rồi. S Thủy Đỗ nè. M cho chị Phương Nguyễn nè. Đây rồi, đi vô đánh đây. XL cho chị Phan Thúy Vi nè. Thủy Đỗ có rồi nè. Chị M cho Hình Hồng Nhung nè. Phương Nguyễn có rồi nè. Chị M cho Ngọc Anh Trương nè. S cho Trang Lê nè. S cho Võ Thị Thúy An nè. Rồi nhóm chị nào lấy màu chì nè, lên màu chì luôn dùng em tặng 59k luôn đi. Này bao rẻ luôn á chị em mình ơi. Con này bao rẻ, cái này là chắc của nó là mì gạo luôn dùng em nhé. 59.000. Kèm luôn dùng em số ký, có đến 60 chị em mình xem ép nó đã to như thế này rồi. Đấy, Nguyên bán tặng luôn cho chị em mình 59k nhé. CS cộng CXL cho chị Thuận Thu Trang. Thuận Thu Trang này.
Mã này lên cho mã quần quần mì đi ba. Quần mì gạo. Quần mì gạo. Nha, ai chưa có cái mã này nữa thì lên xong ngưng like với chị em rồi nữa. Còn gì mai like nó. Chứ còn giờ mà đi soạn đồ dài lên lâu quá. Cho chị kia mọc hỏa. Đồ dài hàng công ty nó vẫn có đấy chị ạ. Chị Lê Dung có thể chốt đơn, có thể nhắn tin ấy. Đẹp lắm, đẹp lắm. Trang Lê hả? Mì gạo Minh Tâm. Xe S thì là nguyên sợ không còn đâu. Có 4 cái xe S mà nãy giờ chốt hết 4 cái rồi. Em cứ yên ra có thì em bóc nha. Xe M một cái cuối cùng chắc là cho chị Mỹ Lê Đoàn. Chắc được. Có 4 cái thôi. Được 4 ri à, Minh Tâm xe L. Dạ ok. Nha, đến lúc chốt đơn cái là chị bảo áo xanh chai cái này là 79.000 nhưng mà nguyên còn size cho bé tầm 22 đổ về thôi nha, không có size bự, không có size bự. Rồi ai chưa có cái mã này lên cho mã mì gạo luôn dùng nguyên nhé. Còn màu kem kem nữa sau lúc giờ sẽ có cái màu kem kem với màu tím lên nó nha. Rồi mua hai phát thẳng mỗi màu, coi chị em mình nhìn riêng hàng, chị em mình nhìn cái phần bo quần này chị em mình biết nè, hàng người ta máy rất là kỹ, dòng mì gạo nhé. Và hàng này là hàng tàu, hàng tàu luôn dùng nguyên nhé, hàng Quảng Châu ấy. Một kem này có ri à? Kem này có ri à? Một kem này có 2 ri. Trời ơi chị. Thôi mệt quá. 20kg áo hot đi cho chị Hình Hồng Nhung. Lên lại cho em mã này là mã hot đi đi. Không chọn màu. Không chọn màu giùm em nhé. Nha, lưu ý cái mã này ưa thì chốt nhưng mà không chọn màu. Ờ thì ba giờ ba chơi với con đấy. Phòng em vô đi. Ngủ đã rồi dậy gai. Có kẻ. Rồi lên luôn dùng mã kem kèm màu luôn dùng. À quên, kem kèm size luôn dùng đi. Toàn bộ cái chữ này là chữ theo hết nhé. Chữ này là chữ theo màu kem nè. Trời ơi 59.000. Này rẻ, này rẻ sẵn rồi nè. Rồi ai lấy cái này lên cho mã kem nhé. Hết đi thì là chị chỉ cần lên cho em cái số ký thôi. Đóng ở dưới bên tay trái. Cái gì chị ơi, bộ mà. Bộ, cái này là toàn bộ là bộ hết. Rồi ngưng chị em mình hè, ngưng nha. Ngưng đi nha quý vị. Bye bye chị em mình nha. Cắt like nha. Hẹn chị em mình ngày mai. Ôi. Thế cái này có hồi nãy chị nào chưa có không? Màu này, màu từ đầu này còn một ri nè. Chị nào chưa có không? Chị nào thích cái màu này từ đầu thì lên lại cho Nguyên nhé. Sao Nguyên ngưng like như vậy mà nó. Rồi, bye bye chị em mình luôn nha. Hẹn chị em mình ngày mai. Không có 32kg, cái này cũng còn toàn bộ size 22kg đổ về, 23kg đổ về, không có size to hơn nhé. Nguyên không có size to hơn nha chị em mình ơi. Rồi, tắt like nha. Bye bye cả nhà luôn nha. Toàn bộ HD là Nguyên còn 22, 23 đổ về thôi, không còn size bự hơn đâu. Quần kem à, quần mì gạo chị ơi. Mì gạo 59.000. Bộ có 35 hết rồi. Chị đứa người lai đi lai về đứa người. Mì gạo, quần này dạng quần dáng dài. Nè, Nguyên bán như vậy mà 59.000. Đấy, ai chưa có thì tranh thủ lên luôn dùng Nguyên nhé. 59. Xong. Bye bye nha, bye bye chị em mình luôn nha. Em tắt like đi. Rồi chúc cả nhà mình ngủ ngon nha. Bye bye. Sai chi? Mình chưa biết mấy giờ like, không biết like trưa like tối. Nhưng mà hàng hóa kiểu này tại vì thiếu người chốt đơn. Thiếu người chốt đơn. Sai gì mai báo em đi chị ơi. Rồi nha.